Alo, không biết các em có nghe rõ thầy nói gì không nhỉ? Xin chào tất cả các bạn và các em, thầy Minh Linh đây. Và như chúng ta vừa biết thì chúng ta vừa mới có đề minh họa xong. Thầy chưa kịp đọc đề ạ. Thầy chưa kịp đọc đề, chỉ kịp là vừa mới chạy xuống và vội bắt cơm. Sau đó rồi là chạy đi in đề. Và ngay lập tức bây giờ thầy sẽ chữa cái đề này trên 8 cộng nhá. Trên 8 cộng. Dành cho tất cả các bạn và các em. Mục tiêu của mình là chữa trên 8 cộng và thầy sẽ nói những cái cảm xúc của thầy khi mà lần đầu tiên nhìn thấy cái đề này để chúng ta cùng có thể chia sẻ với nhau về cái cảm xúc khi mà nhìn thấy tờ đề này như thế nào. Thầy cố gắng để ngăn cái sự tò mò của bản thân lại để mà bây giờ thì mới cùng nhìn cái đề này với các em. Thì để mà cho cái cảm xúc của thầy được thăng hoa nhất và để cho mọi thứ nó gọi là thuộc dạng gọi là hạnh phúc nhất, chúng ta vừa đi từ vỡ hòa từ hạnh phúc này đến hạnh phúc khác, thì thầy rất là mong muốn là các em ủng hộ thầy bằng cách là cùng nhau, chúng ta cùng nhau share lại video livestream này lại về tường, cũng như là share lại lên trên trang cá nhân của tất cả các em. Đấy là một hình thức mà các em ủng hộ thầy mãnh liệt nhất và thầy rất là cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các bạn đã và đang theo dõi video livestream của thầy, cũng như đã và đang share video livestream này về tường, cũng như tất cả các bạn đã và đang tag các bạn vào trong video livestream này, bởi vì bây giờ nó chính là những cái cảm xúc thật nhất của chúng ta trong cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 này, với cái đề minh họa mà do Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho chúng ta, đúng không? Và mấy hôm trước thôi thì Bộ Giáo dục vừa đưa chúng ta đi từ hạnh phúc này đến hạnh phúc kia. Bộ rất biết đường gọi là chiều cho tất cả các bạn và các em khi mà cho chúng ta vào cái lúc mà đúng vào cái giờ ăn. Đúng vào cái giờ ăn khi mà thầy đã chuẩn bị đi ăn cơm thì lại nhìn thấy một cái bức tranh toàn cảnh của bộ, rất may mắn là có thể tìm được 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 tất cả các cái đề dành cho các bạn và các em. Thì những bạn nào mà chưa có đề thì có thể là đi lên trên trang cá nhân của thầy và lấy đề. Được chưa? Các em chú ý rằng là livestream này là livestream trực tiếp, thầy chưa đọc đề một lần nào và bây giờ thầy sẽ chia sẻ cái cảm xúc mãnh liệt của thầy khi mà đọc đề cùng với các em và chúng ta cùng giải cái câu này với nhau, cùng giải cái đề này với nhau nhá. Rất là mong tất cả các bạn và các em ủng hộ thầy cũng như là chung tay cùng thầy share video livestream lại về tường, cũng như giúp thầy tag tất cả các bạn của các em vào trong video livestream này để chúng ta cùng có một cái buổi học thật là đông thành viên nhất và cực kỳ mãnh liệt nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Ok, các bạn sẵn sàng chưa nhở? Các thanh niên nào sẵn sàng rồi thì cùng chấm cái để chúng ta cùng bắt đầu buổi học tối ngày hôm nay nào. Các thanh niên nào ok rồi thì cùng chấm cái để chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay nhá. Các thanh niên nào ok rồi thì cùng chấm cái. Ok. Nội quy của lớp học như thầy nói nhưng vẫn như cũ thôi. Nội quy của lớp học là comment đáp án mà em nghĩ, đáp án mà em nghĩ nó là đúng, nghĩ là đúng nhá. Nghĩ là đúng. Nhớ này, nội quy của lớp học chúng ta là comment đáp án mà em nghĩ là đúng. Cuối bài học thì chúng ta sẽ có quà của thầy. Thầy sẽ gửi tặng cho những bạn nào mà nhiệt tình trong buổi học nhất nhá, một món quà cực kỳ đặc biệt đến từ thầy. Ok. Thế thì các em sẵn sàng chưa nhỉ? Chào chào tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi video livestream này của thầy. Chào tất cả các bạn và các em nhá. Thank you tất cả các bạn và các em ủng hộ thầy xem video livestream lại về tường, tát tất cả các bạn vào trong video livestream này. Nhớ tag giúp thầy tất cả các bạn vào trong video livestream này nhá. Chào Tình, chào Thúy Thúy, chào Hướng Thành. Ok, sẵn sàng chưa? Chào Thu Trang, chào Triệu Phương Vi. Ok, đây. Đây là những cái cảm xúc mãnh liệt nhất khi chúng ta bắt đầu đọc đề. Các em nhìn thấy, đây là đề Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề thi tham khảo. Đây là một cái dấu to phạc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, một cái dấu cực kỳ quyền lực. Cực kỳ quyền lực. Sorry các em, trong lúc các em share thì thầy sẽ tăng độ sáng của video livestream lên để cho chúng ta có thể nhìn rõ được video livestream hơn. Ok. Nhớ là tương tác thật nhiều nhé. Nhớ tương tác thật nhiều tại vì vừa nãy là thầy vừa bị out ra khỏi fanpage nhé. Dùng đến fanpage để livestream rồi nhưng vẫn không được tha. Vừa nãy thầy vừa bị out ra phải ra ngoài fanpage nên là nhờ các em là share và tương tác thật nhiều để fanpage của thầy được cao điểm. Cao điểm thì không bị out ra nữa. Rất ghét là lúc mà hello chào tất cả nhà nhá. Các em comment đáp án cùng thầy, thầy biết là nhiều bạn cũng chưa làm đâu. Thì chúng ta cùng làm với nhau nhá. Chúng ta cùng làm với nhau cái bài này. Được chưa? Mục tiêu của chúng ta là chinh phục cái đề này là 8 cộng. Và cái điều mà chúng ta suy nghĩ nhiều nhất là những cái phần mà bộ bảo là tinh giản thì có ở trong cái đề này không? Và đề này có thực sự dễ như kỳ thi bộ Trung học phổ thông quốc gia sắp tới đây bộ bảo chúng ta không? Chào Thanh Tuyến, chào Đào Văn Phúc, chào Mai Ngọc.
À, chào Nguyễn Việt Hoàng, nhớ share video live stream này lại về tường nhá, xong rồi tag tất cả các bạn của các em vào trong video live stream này. Cả đất nước chúng ta có 400.000 bạn học hóa mà hiện tại video của chúng ta đang là có 406, phải làm sao share cho hơn 1k để cho tất cả các bạn cùng biết được cái đáp án ngày hôm nay, để chúng ta cũng có cái nhận định làm sao cho nó thật ổn. Nào bắt đầu. À, kỳ thi Trung học Thông Quốc gia năm 2020, bài thi khoa học tự nhiên, môn thi hóa học. Đây là cái đề này, là đề minh họa nhá. Đề minh họa, đề minh họa hay còn được gọi là với cái tên khác là đề tham khảo. Đề tham khảo 2020. Đấy, thầy chưa đọc đề, bây giờ mới đọc đề. Hay còn được gọi là minh họa. Đúng chưa? Em thích gọi là gì cũng được. Minh họa cũng được mà tham khảo cũng được. Chung quy thì nó đều là một cái đề mẫu mà do bộ ra cho chúng ta để xem những cái gì mà bộ nói với chúng ta từ hôm nọ đến hôm nay có chuẩn không, đúng không? Chào tất cả các bạn và các em. Ok. Đầu tiên là câu đầu tiên. Câu số 1, câu số 41. Đấy, chúng ta nhớ rằng là khi mà đi thi Trung học phổ thông quốc gia thì cái bài thi đầu tiên của chúng ta là bài thi vật lý 50 phút, bài thi thứ hai là bài thi hóa học 50 phút. Chúng ta cùng điền ở bên trong một tờ phiếu đáp án. Và bởi vì cùng điền ở trong một tờ phiếu đáp án nên các câu vật lý nó sẽ chiếm từ câu 1 đến câu 40. Còn lại các câu hóa học thì bắt đầu từ 40 cho đến 80. Các em cần chú ý tránh mắt lé tô đáp án là toang. Được chưa? Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất? Đây là một câu của phần đại cương kim loại. Nhưng mà thực ra nói là đại cương kim loại lớp 12 cũng được, mà nói là của lớp 10 cũng được, nói của lớp 11 cũng được. Cái câu này ở đâu cũng được. Ở bởi vì chúng ta bắt đầu học hóa, học về giấy điện hóa thì chúng ta đã biết cái câu này rồi, đúng không? Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng á phiêu. Vậy trong này thì những cái thằng nào mà đứng càng về sau thì thằng tính khử của nó càng yếu. Vậy ở đây mình có thằng bạc là thằng có tính khử yếu nhất, đúng không? Thằng bạc là thằng có tính khử yếu nhất. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Câu 41, đáp án A. Câu này rất là dễ, câu này như kiểu là cho điểm. Câu này là mức độ nhận biết các em ạ. Câu này mức độ nhận biết nhá. Sang câu tiếp theo, câu số 42. Các bạn nhớ cùng comment đáp án với thầy nhá và share thật mãnh liệt video livestream này lại về tường cũng như là tag tất cả các bạn của các em vào trong video livestream này. Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường? Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư? Chúng ta lưu ý đề bài bảo là tan hết trong nước dư. Chú ý lại còn một cái nữa là ở nhiệt độ thường. Chào Hoàng Ngân, chào tất cả các bạn và các em nhá. Đấy, kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường? Chúng ta lưu ý cụm từ là ở tan hết trong nước dư như ở nhiệt độ thường. Thì mình có là nhôm mà không tan trong nước ở nhiệt độ thường. Magie không, magie phải 40 đến 50 độ C cơ. Bạc thì càng không, đúng chưa? Vậy thằng tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường đấy là thằng B, natri. Các em ơi, thầy hỏi một tí là các em theo dõi video live stream có nét không? Thứ hai là các em tương tác có ổn không? Thứ ba là các em xem độ sáng ổn chưa? Nếu mà tất cả các thông tin đều ổn, có nghe thấy giọng thầy ngọt không? Nếu mà ổn thì chấm cái để thầy biết nhá. Chấm thì không quên xem video live stream lại về tường nhá. Nào, mình có sang câu tiếp theo, câu 43. Câu tiếp theo, câu 43. Khí X được tạo thành trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch gây hiệu ứng nhà kính. Khí X được tạo thành trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch gây hiệu ứng nhà kính. Chúng ta lưu ý nha, đây này, cái từ chốt ở đây đấy là từ gây hiệu ứng nhà kính nhá. Gây hiệu ứng nhà kính. Gây hiệu ứng nhà kính thì cái thằng nào mà khí là khí gây hiệu ứng nhà kính đây. Chúng ta phải nhớ rằng một điều rằng là hydro không có gây hiệu ứng nhà kính, nitơ thì luôn luôn có trong khí quyển nên nó cũng không gây hiệu ứng nhà kính. Oxy thì luôn luôn là tốt cho phổi của chúng ta, đúng không? Vậy thì cũng không phải gây hiệu ứng nhà kính. Mà khí gây hiệu ứng nhiều nhà kính kinh khủng nhất đó là khí CO2. Đáp án đúng là đáp án A. Ok, sang câu 44. Câu 44. Thủy phân hoàn toàn một mol chất béo. Đề bài nói với chúng ta là thủy phân hoàn toàn một mol chất béo. Nhớ xem video live stream lại về tường nhá, để biết đường mà định hướng trong các buổi học tiếp theo. Ở đây bây giờ hiện tại bây giờ này, cái khí mà gây hiệu ứng nhà kính này là nói của 11 cũng được, bởi vì nó ở trong chương carboxylic, đúng chưa? Nhưng mà nói ở trong cái phần mà học kỳ 2 lớp 12 cũng được, bởi vì nó ở trong phần hóa học và môi trường, đúng chưa? Nhưng mà cái câu 44 này thì chắc chắn là câu của khoa học lớp 12 phần học kỳ 1 này. Chắc chắn là câu ở học kỳ 1 lớp 12 này, các cháu chú ý này. Thủy phân hoàn toàn một mol chất béo. Chúng ta luôn biết được rằng là thằng chất béo mà thủy phân thì luôn luôn ăn 3 anh NaOH để tạo thành một anh glycerol C3H8O3 cộng với anh xà phòng. Được chưa? Vậy thì chắc chắn là một thằng chất béo, một mol chất béo sẽ luôn luôn cho chúng ta là một mol glycerol. Vậy đáp án đúng của chúng ta là một mol glycerol các em nhé. Một mol glycerol. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án C. Có hơn 600 bạn theo dõi video live stream rồi. Các bạn nhớ nhanh tay share video live stream lại về tường và tag tất tần tận các bạn của các em vào trong video live stream này nhá. Share thật nhanh nhá.
Ok. M á, M là em thử chỉnh lại hình ảnh của em xem, chứ hiện tại thầy đang theo dõi rất là nét luôn. Thầy đang để 720 bit nhá. Bạn nào mà wifi yếu thì có thể chạy sang nhà hàng xóm bắt nhờ cũng được nhá. Cô học sinh may mắn và chú hàng xóm tội lỗi. Câu 45. Câu 45. Phim kim loại sắt tác dụng với dung dịch nào sau đây sinh ra khí hydro? Kim loại sắt tác dụng với dung dịch nào sau đây sinh ra khí hydro? Các em chú ý rằng là nếu bạn nào mà vẫn chưa có chọn bộ đề thi minh họa thì có thể ngay lên ngay lập tức trên fanpage của thầy. Trên fanpage của thầy chỉ cần chấm một phát thôi thì ngay lập tức nhận được luôn full link PDF của tất cả phần đề thi minh họa nhá. Thầy nhắc lại là full PDF của tất cả đề thi minh họa nhá. Đấy, Lê Thảo Ly còn chưa kịp yên đề, bây giờ chú mới đọc đề. Kim loại sắt tác dụng với dung dịch nào sau đây sinh ra khí hydro? Vậy là cái tin đồn là bỏ sắt là không phải, đúng không? Giống như cái hôm mà thầy phân tích thầy nói đúng không, sắt không có được bỏ nhá. Kim loại sắt tác dụng dung dịch nào sau đây sinh ra khí hydro? Vậy mình có này, sắt tác dụng với COS4 thì tạo thành Cu cộng với FeSO4, cái này không sinh ra hydro, toang, được chưa? Tác dụng với H2S4 đặc nóng thì nó sinh ra khí SO2 cơ ạ, cũng toang, được chưa? Tác dụng với lại HCl thì nó sinh ra khí hydro, đúng chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, tác dụng HNO3 đặc nóng sinh ra khí NO2 ạ. Toang nốt, được chưa? Vậy đáp án đúng 45, đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Ok, rất nhiều bạn comment đúng luôn. Rất nhiều bạn comment đúng luôn. Thế là chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 46. 46. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh? Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh? Ở đây chúng ta phải vẽ ra. Anilin là C6H5NH2. Thằng này không làm quỳ tím đổi màu, toang, được chưa? Các em có hiểu bài không nhỉ? Glycine là H2NCH2COOH, đúng chưa? Thằng này thì do có một nhóm NH2 và một nhóm COH thì nó không làm quỳ tím đổi màu, toang. Valin, valin là cũng có một nhóm NH2 và một nhóm COH cũng không làm quỳ tím đổi màu, toang. Metinamin là CH3NH2. CH3NH2 làm quỳ tím đổi thành máu xanh, do đó chỉ có một nhóm NH2. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D các bạn nhá. Ok, đáp án đúng đáp án D. Ui, cái câu 47 này là không biết là hỏi học sinh lớp 12 hay hỏi học sinh lớp 8 nữa đây. Hy vọng là đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 cũng dễ như đề này. Nếu mà dễ như cái đề này làm đến đây thì 20 thì bọn 2K2 cực kỳ là dễ thở luôn, cực kỳ hạnh phúc luôn. Bây giờ bắt đầu từ bây giờ phải thắp hương cúng ông bà ông vải. Nhưng mà nói thật với các em là nếu mà thầy làm như này thì thầy càng thấy sợ. Bởi vì là liệu không biết là đề này nó có giống như đề minh họa năm 2017 không? Đề minh họa thì cực kỳ dễ, nhưng đề thi thật thì ôi trời ơi, chắc không phải nói đây đứa nào cũng biết. Công thức của nhôm clorua là, công thức của nhôm clorua là nào, công thức của nhôm clorua là, những bạn nào chưa làm thì cùng comment đáp án nhé. Công thức của nhôm clorua là gì, chúng ta cùng theo dõi. Ở đây đề bài hỏi chúng ta là công thức của nhôm clorua, thế thì đây là nhôm sunfat này, đây là nhôm nitrat này, đây là nhôm bromua này, vậy nhôm clorua là nhôm với clo. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A nhé. Câu 48. Sắt có số xóa là dương 2. Sắt có số xóa là dương 2 trong hợp chất nào sau đây? Sắt có số oxy hóa là dương 2 trong hợp chất nào sau đây? Ok nào. Sắt có số xóa là dương 2 trong hợp chất nào sau đây? Thế chúng ta lưu ý này, ở đây này, sắt này là sắt hóa trị 3. Đây là sắt hóa trị 3, đây cũng là sắt hóa trị 3. Vậy ở đây là sắt hóa trị 2. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, sắt hóa trị 2. Ok, đây bài hỏi là sắt hóa trị 2 ở trong FeCl2. Lại là một câu về sắt của chương trình học kỳ 2. Câu 49, bây giờ câu này là của chương trình lớp 11, hóa học lớp 11. Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp? Lưu ý là không tham gia phản ứng trùng hợp nhé. Lưu ý ở đây là không tham gia phản ứng trùng hợp. Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp? Điều kiện của phản ứng trùng hợp là có nối đôi hoặc là vòng kém bền. Hoặc là vòng kém bền các bạn ạ. Vòng kém bền. Vòng kém bền ví dụ như là caprolactam nhá, là vòng kém bền. Ok chưa? Các em nhớ xe lại về tường để bạn đỡ lag nhá. Vậy mình có này, propen CH2 nối đôi CH3. Đấy. Được chưa? CH2 nối đôi CH3 thì anh này là sao? Anh này thì ta có là có nối đôi CC, vậy nó có tham gia phản ứng trùng hợp nhiệt độ, áp suất, xúc tác để tạo thành CH2 này. CH này, CH3 này, được chưa? Tất cả N lần. Ok. Vậy ở đây là tham gia phản ứng trùng hợp là có propen. Đề bài hỏi không cơ. Đề bài hỏi không nhá. Đề bài hỏi không. Thế còn tiếp theo, thằng styren thì sao?
Styren là sti, đúng không? Styren C6H5 CH nối đôi CH2. Thì anh này cũng nhiệt độ áp suất xúc tác nhá. Anh này cũng nhiệt độ áp suất xúc tác. Anh này cũng vậy, cũng bi tu luôn. Cũng bi tu luôn, cũng nhiệt độ áp suất xúc tác. Thì thằng này nó tạo thành là C6H5 này, CH này. Đây. CH2. Được chưa? N lần. Vậy đây cũng là phản ứng trúng. Phản ứng trúng gì? Đây cũng là phản ứng trúng trùng hợp. Được chưa? Bởi vì thằng này cũng là phản ứng trùng hợp nên ngay lập tức là mình làm sao nhỉ? Được quyền bỏ đi. Được chưa? Ngay lập tức được quyền bỏ thằng styren. Ok? Ngay lập tức chúng ta được quyền bỏ anh styren đi ngay nhá. Tiếp tục này, isopren thì sao? Isopren, isopren của chúng ta đây. Isopren nối đôi C, được chưa? Có nối đôi CC nhiệt độ, áp suất xúc tác, nhiệt độ, áp suất xúc tác thì ta tạo thành cái gì? Thì ta tạo thành cái gì? Đây thì tạo thành C gạch ngang C này, C này, C2H5, được chưa? Đây, N lần. Vậy đây cũng là phản ứng trùng trùng hợp, đúng chưa? Vậy đây cũng là phản ứng trùng hợp thì ngay lập tức mình loại ngay thằng isopren. Vậy ở đây chỉ có thằng toluen. Ở đây chỉ có một thằng là thằng toluen, toluen là không có, C6H5 CH3 là không. Ok, chỉ có thằng C6H5 CH3 là không. Vậy đáp án đúng là đáp án D. Các em thấy có dễ không nhỉ? Đây là lỗi của kiến thức lớp 11 nhá. Thế thì đừng có nghĩ rằng là đề thi trung học quốc gia chỉ thi mỗi lớp 12 nhá. Đây có cả lớp 11 đây. Thế nên là thầy mới mở khóa sớm là khóa tổng ôn. Tổng ôn này của thầy ôn lại cả kiến thức lớp 11 cho tất cả các bạn và các em thi trung học quốc gia. Đấy nhá. Phải tổng ôn thì mới thi được, bởi vì đây hỏi lớp 11 chứ bây giờ học lớp 12 có mấy đứa nhớ được là toluen là gì đâu. Đúng không? Các bạn nhớ giúp thầy tag tất cả các bạn của các em vào trong video live stream này nhá. Chúng ta sang tiếp. Câu số 50. Câu số 50. Trong công nghiệp kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện? Trong công nghiệp kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện? Chúng ta lưu ý phương pháp nhiệt luyện là phương pháp nhá. Phương pháp nhiệt luyện. Hello, chào Nguyễn Việt Hoàng. Trùng hợp với trùng ngưng khác nhau chứ, trùng hợp là có nối đôi CC hoặc bằng kém bền, còn trùng ngưng thì phải có hai trong ba nhóm NH2, OH, COH em nhá. Nào mình có này. Để điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện, để điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện. Isopren đây mà em. Đây đây isopren, sorry. Đây thằng này là isopren nhá, sorry. Đây, anh này là isopren. Isopren thì nó tạo thành thế này, C nối đôi C. Viết thế nào? Đây, C gạch C, gạch C vừa nãy thì viết nhanh. Đây, đây là isopren. Ok, đấy nhá. Tiếp tục này. Trong công nghiệp kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương khóa tổng ôn mở rồi, Calix Alex nhá. Khóa tổng ôn mở rồi. Trong công nghiệp kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện? Tất cả bạn nào muốn tìm hiểu về tất cả các khóa của thầy thì đáp cho thầy nhá. Trong công nghiệp kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện? Thế thì ở đây mình có này, để điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện thì nó phải là các kim loại đứng đằng sau thằng nhôm. Ok, cứ kim loại đứng đằng sau nhôm thì được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện. Magie đứng trước nhôm, điện phân nóng chảy. Natri đứng trước nhôm, điện phân nóng chảy. Nhôm, điện phân nóng chảy. Loại vậy ở đây chỉ có nhiệt luyện là thằng sắt. Đáp án đúng đáp án B, bò. Đáp án đúng đáp án B, bò. Chúng ta sang câu tiếp là câu số 51. Số nguyên tử oxy trong phân tử glucose. Ui dễ ẩn ợt luôn các em ạ. Hello chào sao tu Yorika. Ok, nào mình có này. Số nguyên tử oxy trong phân tử glucose. Glucose của chúng ta là C6H12O6. Được chưa? C6H12O6. Vậy thì số nguyên tử oxy ở trong phân tử glucose của chúng ta là G6. 6 nguyên tử oxy các bạn nhá. Nào. Ok, các em hiểu không nhỉ? Các em hiểu không nhỉ? Câu 52. Câu 52. Hiro nào sau đây, hiro nào sau đây tan dễ dàng trong nước ở nhiệt độ thường? À, hiroxit nào sau đây dễ tan trong nước ở điều kiện thường? Chúng ta lưu ý nhé, hiroxit dễ tan trong nước nhiệt độ thường thì CO2 lần là kết tủa màu trắng xanh, kết tủa màu trắng xanh, vậy là không có dễ dàng tan, được chưa? MgOH 2 lần là kết tủa màu trắng, vậy cũng không có dễ dàng tan. AlOH 3 lần là kết tủa dạng huyền phù màu trắng, cũng không có dễ dàng tan. Vậy dễ dàng tan trong nước ở điều kiện thường là chỉ có một anh duy nhất thôi, đấy là anh BaOH 2 lần. Đáp án đúng là đáp án C. Thanh niên nào chưa xe lại về tường thì nhớ nhanh tay xe lại về tường nhá. Sau đó là tag tất cả các bạn vào trong video live stream nhá. Chúng ta sang tiếp câu tiếp theo. Câu số 53. Nước chứa nhiều ion nào sau đây và được gọi là nước cứng?
nước chứa nhiều ion nào sau đây được gọi là nước cứng? Các em cần phải lưu ý, ở đây câu hỏi để của đề bài hỏi chúng ta là nước chứa nhiều ion nào sau đây được gọi là nước cứng? Thì nước cứng là nước mà chứa nhiều ion gồm canxi 2 cộng và magie 2 cộng. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Câu 54. Công thức của sắt 3 hydroxit là. Ui, những cái câu này rất là dễ nhá. Những câu này như kiểu là những câu cho điểm luôn các em ạ. Những câu này chỉ yêu cầu là chúng ta có một cái kiến thức nhớ thôi. Công thức của sắt 3 hydroxit là FeOH 3 lần. Bất kỳ một bạn nào học hóa thì đều biết. Thế thì ở đây là cái đề minh họa của bộ này nó phải yêu cầu cả một cái điểm nữa. Nó thỏa mãn cho cả các bạn thi tốt nghiệp nữa. Thế nên là bắt buộc là năm nay nghỉ dài như vậy thì phải có những câu cho điểm như thế này. Nên là từ câu số 1 đến câu số 54 chúng ta không được sai một câu nào, các em nhớ chưa? Các cháu nhớ chưa? Không được sai một câu nào các cháu nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu số 55. Câu số 55. Cho khí hiro dư đi qua ống sứ đựng Fe2O3. Hiro dư đi qua Fe2O3 đun nóng. Chú ý là hiro dư. Hiro dư thì Fe2O3 phải hết. Được chưa? Thì thu được. Thì sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 5,6 gam sắt. Chúng ta tìm được số bon sắt bằng 5,6 chia cho 56. 5,6 chia cho 56 thì bằng 0,1 cộng với lại H2O. Được chưa? Cộng với lại H2O. Thế thì hoàn toàn ở đây đề bài hỏi giá trị của M thì chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố sắt. Số mol sắt ở đây là 0,1 chia cho 2 thì nó bằng là 0,05. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol của sắt. Từ số mol của sắt thì chúng ta tìm ra được khối lượng luôn bằng 0,05 nhân 160 thì bằng 8 gam. Vậy mình có khối lượng của mình có khối lượng giá trị của M là 8 gam. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Hello, chào Lê Hữu Văn. Hello, chào tất cả các bạn và các em. Tất cả các bạn và các em đang theo dõi buổi live stream của chú Minh Merlin nhá. Tất cả các bạn và các em đang theo dõi buổi live stream của chú Minh Merlin. Chú Minh chữa full 8 cộng đề thi minh họa Trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Chúng ta sang câu tiếp nhá. Bạn nào chưa xe thì xe lại về tường nhá. Bạn nào chưa xe thì xe lại về tường nhá. Bạn nào chưa làm thì xe lại về tường để lấy đáp án. Câu 56. Câu 56. Hòa tan hoàn toàn 2,4 ga magie. Chúng ta tìm được số mol magie bằng 2,4 chia cho 24 thì bằng 0,1 mol. Tác dụng với HCl thì thu được, mình có thu được MgCl2 cộng với lại H2. Chúng ta tìm ra được một thằng này thì sinh ra một thằng H2 đúng không? Mình cân bằng phương trình xong rồi. Vậy mình có 0,1 thì 0,1 mol H2. Đến đây chúng ta tìm ra được là khối lượng của, mình tìm được thể tích của V là 0,1 mà nhân với lại 2,4. 0,1 mà nhân 2,4 thì bằng 2,24 lít. Đáp án đúng chúng ta câu 56, đáp án A. Ok chưa? Các em có hiểu bài không nhỉ? Các em có hiểu bài không? Các thanh niên nào hiểu bài thì comment chấm cái để thầy biết nhé. Chào Setuzo Jika, một bạn tên rất là Nhật Bản. Câu 57. Câu 57. Câu 57 này là một câu thí nghiệm của lớp 11. Thí nghiệm lớp 11 nhá. Đây là một câu thí nghiệm cực kỳ hay của lớp 11. Rất rất hay thi mà ở bất kỳ một lớp nào thầy đều dạy để cho tất cả các bạn cùng có thể theo dõi. Chúng ta quan sát nhá. Nghiền nhỏ 1 gam CH3CONA. Vậy ở đây phương trình là CH3COONA. Được chưa? Trong vôi tôi sút là cộng với lại NaOH trong môi trường CaO thì thu được CH4 cộng với lại Na2CO3. Cái phương trình này bắt buộc mình phải nhớ các em ạ. Bắt buộc mình phải nhớ. Được chưa? Vậy thì hoàn toàn ở đây, hoàn toàn ở đây thì hydrocarbon, hydrocarbon là hợp chất hữu cơ trong phân tử chỉ có carbon và hydro. Vậy hydrocarbon ở đây là CH4, hay nói cách khác là hydrocarbon sinh ra trong thí nghiệm trên chính là metan. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Được chưa? Chúng ta đang gần tiến tới mức 5 điểm rồi các em ạ. Vậy hiện tại cho đến bây giờ như chúng ta nhìn thấy thì mức 5 điểm không phải là quá khó, mà đôi khi mức 5 điểm đối với chúng ta đang nhìn thấy thì nó lại còn là khá là dễ dàng. Đúng chưa? Khá là dễ dàng cho chúng ta. Đấy, các em cần phải chú ý nhé. Mức 5 điểm hiện tại bây giờ đang khá là dễ dàng, các em cần chú ý. Sang câu tiếp theo, câu số 58. Phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào sau đây là đúng? Anilin là chất khí. Ôi trời ơi, có ai bao giờ anilin? Anilin là C6H5NH2. Thằng này là thể lỏng. Được chưa? Không thể là thể khí được. A sai. Gly ala ala phản ứng màu biore. Cháu này là gì? Cháu này là tripeptide ạ. Cháu này là tripeptide. Bởi vì cháu này là tripeptide nên chắc chắn là nó có phản ứng màu biore rồi. Bởi vì những cái thằng phải dipeptide trở lên, bỏ thằng dipeptide đi đúng không? Phản ứng màu biore có. Đúng chưa? Vậy đây lại là phát biểu đúng. Phát biểu đúng, có phản ứng màu biore. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Phân tử gly ala có 4 nguyên tử oxy là sai. Thì viết chúng ta nhìn nhá.
CH2 này, H2N này, CH2 này, CO này, NH này, CH này, CH3 này, COOH, đếm oxy biết ngay 1 2 3 oxy chứ không phải là 4, sai C. D, dung dịch glycine làm quỳ tím chuyển màu đỏ. Glycine đây, H2N, CH2, COOH, glycine có một nhóm COH và một nhóm NH2 không thể làm quỳ tím chuyển đỏ được mà nó làm cho quỳ tím của chúng ta không đổi màu, đúng chưa? Quỳ tím không đổi màu. Vậy loại đáp án D. Câu tiếp theo, câu số 59. Câu tiếp theo, câu số 59 nha, câu số 59 nha, các bạn cùng chú ý nha. Cho 90g glucose, 90g glucose, công thức của glucose là C6, các cháu chú ý nhá. À, các cháu chú ý nhá, C6H12O6. Chúng ta tìm được số mol bằng 90, 90 chia 180. 90 chia 180 thì bằng 0,5 mol, 0,5 mol. Hiệu suất là 80% thì anh này là 0,8, 80 chia 100 thì bằng 0,8 nhá. Một anh này thì thu được 2 thằng CO2, thu được 2 thằng CO2 vậy hoàn toàn ta có này, 0,5 này nhân 2 thì bằng 0,5 nhân 2 nhá. Chú ý này, ở đây trong cái phần phản ứng này chúng ta cần lưu ý rằng là hiệu suất của chúng ta thì phải là thuận nhân và nghịch chia. Ở đây là chiều thuận đúng không? Chiều thuận thì chúng ta phải nhân với 0,8. Vậy nó bằng là 0,5 nhân 2 nhân 0,8. 0,5 nhân 2 nhân 0,8 bằng 0,8 mol, bằng 0,8 mol CO2. 0,8 mol CO2 vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được thể tích nhân 2,4 thì bằng 17,92 lít. 17,92 lít vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A nhé. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A nhé. Các em cùng chú ý nhé, đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Câu 60 là một câu cực kỳ hay. Câu 60 là một câu cực kỳ hay và cũng là một câu đánh dấu mốc 5 điểm của chúng ta. Những bạn nào mà mục tiêu chỉ cần để thi vượt qua môn hóa thì chúng ta chỉ cần làm đến câu này là đạt được 5 điểm rồi. Vậy bây giờ đến bây giờ thì chúng mình đánh giá rằng là cái phần mà lấy từ 1 điểm đến 5 điểm của đề minh họa năm 2020, chỉ dám nói là đề minh họa thôi, còn đề thi trung học phổ thông quốc gia 2020 thì có như thế nào thì chúng ta vẫn còn chưa biết được nhá. Thì ở đây mình có này, 0,1 mol glyala thì mình có số mol nó là 0,1 này, tác dụng với KOH dư thì có phải nó tạo thành là gly bỏ 1 hydro thêm 1 kali không ạ? Và ala bỏ 1 hydro thêm 1 kali không ạ? Đúng không ạ? Vậy thì ở đây mình bảo toàn gly này, gly là 0,1, vậy cháu này là 0,1. Bảo toàn ala thì ala là 0,1, vậy cháu này cũng là 0,1 ạ. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố kali là xong đúng không? 0,1 nhân 1 cộng 0,1 nhân 1 thì bằng 0,1 cộng 0,1 thì bằng 0,2. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số mol của KOH phản ứng đúng không ạ? Số mol KOH phản ứng ở đây thì bằng 0,2. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Rất là dễ. Còn những bạn nào mà không biết thì hoàn toàn chúng ta có thể viết lại cái phương trình ở đây. CO này, NH2 này, CH này, CH3 này, COOH thì viết ra thì mình cũng ra được như thế này ạ. Được chưa? Các em chú ý nhé. Viết ra hết thì ta cũng ra được như này. Đây là cách làm tắt của chú Minh thôi. Vậy là chúng ta đã vừa vượt qua được một cái mốc rất là đơn giản, lấy mốc lấy điểm 5 nhá. Chúng ta đến câu 60 mà ta lấy mốc lấy điểm 5 này thì rất là dễ rồi. Chúng ta sang câu tiếp, câu 61. Cái câu 61 này lại là một câu sử dụng kiến thức lớp 11. Vậy là đúng như là Bộ Giáo dục đã khẳng định là đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 sẽ có cả kiến thức lớp 10 và lớp 11. Mặc dù là chúng ta nghĩ rằng là cái kỳ nghỉ Tết quá dài để chúng ta sẽ được bộ giảm tải cho 10 và 11, nhưng không có chuyện đấy xảy ra nhá. Vẫn có lớp 11 và không những là vẫn có mà lại còn có rất nhiều ạ. Có rất nhiều kiến thức lớp 11 ạ. Chính vì vậy nên là cái khóa tổng ôn của chú Minh mới dạy lại khóa tổng ôn, mới dạy bài điện ly axit bazơ lưỡng tính, đã dạy về phần này và cũng có cả cái câu này ở trong cái phần tổng ôn của chú Minh luôn. Bạn nào mà đăng ký khóa học thì bạn ấy sẽ nhìn thấy ngay là có cái câu này ở bên trong cái khóa tổng ôn chú Minh luôn. Chú Minh vừa mới quay luôn nhá. Thì mình thấy đây là hỏi về phương trình ion rút gọn, rất nhiều đứa toang của phần kiến thức lớp 11. Phương trình ion rút gọn là gì? Đây, phương trình ion gọn H cộng cộng OH trừ tạo thành nước. Thì chúng ta chú ý rằng là ở đây chỉ có một phương trình ion rút gọn duy nhất có dạng trên, đó là KOH cộng HNO3 tạo thành KNO3 cộng H2O. Còn lại ý C sai, bởi vì có KHCO3, HCO3 thì không thể là không có trong phương trình ion rút gọn được. Ý B sai do COH hay lần là chất kết tủa. Chất kết tủa thì vẫn phải tồn tại trong phương trình ion rút gọn nhá. Được chưa? Mình sang câu tiếp là câu số 62. Câu 62 là một câu lại cực kỳ dễ luôn các cháu ạ. À, chất rắn X vô định hình, màu trắng, không tan trong nước nguội. Cái từ không tan trong nước nguội này khiến cho chúng ta nhớ đến việc là nó tan một phần trong nước nóng nhá. Chúng ta nhớ đến một phần là nó tan một phần trong nước nóng. Thủy phân X với xúc tác axit hoặc enzyme thì thu được chất Y. Vậy mình nghĩ ngay đến thằng X của chúng ta chỉ có thể là tinh bột.
tinh bột không tan trong nước nguội và tan nhiều trong nước nóng. Tối quá, đâu? Sáng, 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 choang này này mà Nguyễn Ngọc Tường Vi. Thầy sẽ xóa video nhá, sau khi like xong thầy sẽ xóa video live stream nhá. Các cháu nhớ là theo dõi video live stream đấy, xem lại về tường nhá, xóa video live stream. Tinh bột này, sau khi thủy phân với xúc tác enzyme thì ta thu được gì? Tinh bột thì thủy phân với xúc tác enzyme ta sẽ thu được glucose. Đấy là lý do và tại sao khi mà chúng ta nhai càng kỹ thì chúng ta càng thấy có vị ngọt. Hay nói cách khác là nhai cậm chậm thì no lâu. Hay nói cách khác là những cái bạn nào mà càng ngậm cơm thì những bạn ấy càng béo, được chưa? Vậy ở đây mình có chất Y của chúng ta, nó chính là glucose. Vậy X là tinh bột, Y là glucose. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ta sang câu tiếp theo. Câu số 63. Phát biểu nào sau đây là sai? Phát biểu nào sau đây là sai? Phát biểu nào sau đây là sai? Nhúng dây thép. Nhúng dây thép nhá, các bạn chú ý nhá. Ở đây là nhúng dây thép. Dây thép thì nó tồn tại gì? Dây thép thì tồn tại sắt với lại carbon, được chưa? Dây thép thì có sắt và carbon, đúng chưa? Sắt và carbon là hai điện cực khác nhau về mặt bản chất, tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly là HCl. Vậy chắc chắn 100% là có xảy ra mòn điện hòa, đúng chưa? Vậy là có xảy ra. Nhưng ở đây đề bài hỏi là sai, vậy là không có A. Nhôm bền trong không khí ở nhiệt độ thường do có lớp màng oxit bảo vệ. Chính xác, bởi vì chính bởi vì như vậy nên chúng ta mới sử dụng là gì? Nồi nhôm, xoong nhôm, chậu nhôm, được chưa? Chính xác thì lại sai. Thạch cao nung có công thức là CaS4 ngập 2 nước, sai. Thạch cao nung thì công thức của nó phải là CaSO4 ngập 1 nước, hoặc là CaSO4 ngập 0,5 nước cơ ạ. Được chưa? Vậy thì thạch cao nung có công thức này là sai, được chưa? Và đề bài hỏi chúng ta là phát biểu sai. Vậy đáp án đúng của câu 63 của chúng ta là đáp án C nhé. Còn cái việc mà kim loại natri được bảo quản bằng cách ngâm chìm hoàn toàn trong dầu hỏa là chính xác, được chưa? Sang câu 64. Câu 64 là một câu cực kỳ hay khi ở câu này đánh dấu với chúng ta là mốc, được chưa? Đấy, chúng ta mốc, được chưa? Mốc này là mốc 6 điểm đấy. Mốc này mốc 6 điểm, các bạn cần chú ý nhé. Thủy phân STX có công thức phân tử là C4H8O2, thu được ancol ethylic. Thủy phân STX có công thức phân tử là C4H8O2, thu được ancol ethylic. Vậy để thu được ancol ethylic thì thằng STX phải có dạng RCOOC2H5, đúng chưa nhỉ? RCOOC2H5. Vậy ở đây là C4, vậy thì cháu này còn là 4 này trừ đi 3 này, 4 trừ 3 thì còn 1, CH3COOC2H5. Và CH3COOC2H5 thì thủy phân chắc chắn là thu được đây thủy phân trong axit đây H2O mũi tên hai chiều để tạo thành CH3COOH cộng với lại C2H5OH, được chưa? Thì cháu này thu được ancol ethylic. Vậy tên gọi của X của chúng ta là gì? Là etin acetat nhá. Etin acetat, được chưa? Đáp án đúng là đáp án D. Các cháu chú ý nhá, tôi chọn đáp án D vào. Câu 65. Câu tiếp theo là câu số 65. Câu 65 này rất hay, rất nhiều bạn bị lừa ở câu 65 này. Chúng ta cùng chú ý xem là chúng ta bị lừa ở đâu nhá. Sắt lần lượt, sắt dư, lưu ý từ dư, được chưa? Ở đây là sắt dư, Fe dư. Rất nhiều đứa mắt lé không nhìn thấy từ dư này dẫn đến là tô sai, được chưa? Sắt dư này tác dụng với lại CuSO4 thì có phải là tạo thành FeSO4 cộng với lại Cu không ạ? Vậy thì đây là mình thu được muối sắt 2 rồi. Vậy là CuS4 thu được muối sắt 2, một cháu. Fe dư, Fe ở đây chẳng cần dư hay không nhưng cứ tác dụng với HCl thì chắc chắn là thu được FeCl2. Xem free thì nhớ xem video live stream lại nhá. Xem free thì nhớ xem video live stream lại để chú Binh còn có thể làm nhiều video free dành cho các bạn và các em hơn nữa, được chưa? Đứa nào mà xem free mà không đăng ký khoa học thì nhớ xem lại đấy, được chưa? Nào, Fe dư cộng HCl tạo thành FeCl2 cộng với H2, đây là lên mối sắt 2, được chưa? AgNO3 mình có là Fe dư mà cộng với Ag cộng thì có phải là nó tạo thành là Fe2 cộng cộng với bạc không? Chúng ta lưu ý một điều rằng là ở đây là bạc hết nên bạc không thể cộng với sắt 2 lên sắt 3 được, bởi vì ở đây có từ sắt dư rồi. Vậy đây vẫn là lên sắt 2 nhá. Tiếp tục này. Đấy. Không bán khoa học thì dạy học làm sao? Đấy, không bán khoa học thì dạy học làm sao? Nhá. Mình có này, H2O4 loãng thì mình có là Fe dư mà cộng với lại H2SO4 loãng thì tạo thành Fe2 cộng cộng với H2. Được chưa? Vậy ở đây mình có câu 65 của chúng ta là số trường hợp sinh ra muối sắt 2 là 1 2 3 4. 4 nhá. Đáp án đúng là đáp án D. Đáp án đúng là đáp án D. Chúng ta sang câu tiếp theo là câu số 66. Câu tiếp theo. Câu số 66. Câu tiếp theo câu số 66. Cho các polymer sau. Ui câu này câu hỏi về polymer này,
cực kỳ hay. Vừa nãy có chú Bích thấy có một cháu hỏi là thế thì chú Bích ơi, thế thì phản ứng trùng ngưng thì như thế nào? Thì các cháu chú ý, trùng ngưng là phải được tạo thành từ phải có hai nhóm trong hội nhóm. Đây, yêu cầu phản ứng trùng ngưng là phải có hai nhóm thuộc trong hội nhóm gì? Thuộc trong hội nhóm OH này, COOH này hoặc NH2, được chưa? Thì mới có thể thực hiện phản ứng trùng ngưng được. Các cháu nhớ nốt lại để nhớ nhé. Ở đây mình có này, polyvinyl clorua thì được tạo bởi từ thằng vinyl clorua CHCl ạ. Thằng này là trùng hợp ạ. Thằng này là trùng hợp ạ. Thằng này làm gì có hai nhóm này ạ? Nó tạo thành CH2 CHCl ạ. Thằng này không có hai nhóm này nhá, nên là toang. Thằng này là trùng hợp ạ. Polymethyl acrylate là đây cháu này, C nối đôi C gạch C O O CH3. Thằng này có nối đôi CC nên nó cũng là trùng hợp ạ. Nó cũng là trùng hợp ạ. Thế nên là lại toang thằng này tiếp ạ. Đúng chưa? Đấy, cứ có nối đôi CC là trùng hợp thôi, mình cứ auto như vậy nhá. Polyethylene terephthalate, cháu này cần phải xem này. Cháu này là trùng ngưng này. Nhìn nhá, đi từ ethylene glycol HO này, CH2 này, CH2 này, OH này cộng với lại axit terephthalic này, HOOC này, C6H4 này, COOH này. Đây nhìn này, hai nhóm OH, được chưa? Hai nhóm COOH, được chưa? Vậy chắc chắn cháu này là trùng ngưng. Ok nhá. Tiếp tục là ni lông 6,6. Ni lông 6,6 của chúng ta được đi từ axit adipic và hexametylen diamin. Đây, axit adipic HOOC CH21 này, 2 này, 3 này. CH2 4 này, 5 này, 6 này. Được chưa? Và hexametylendiamin, có cháu nào đói quá rời cuộc chơi rồi. Sau khi và cháu ăn xong thì mọi chuyện đã xong rồi. Đây CH2 6 đằng CH2. 4 này, 5 này, 6 này, NH2, nhìn thấy chưa? Vậy ở đây này mình có này 6 carbon này. Đây có hai nhóm COH và hai nhóm NH2. Vậy chắc chắn nó cũng là trùng ngưng. Vậy ở đây ni lông 6,6 cũng là trùng ngưng. Vậy ở đây chúng ta có đáp án là số polymer được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là 1, 2 cháu, được chưa? Hai cháu, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B các cháu nhá. Hai cháu, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B nhá. Các cháu có nhớ nhanh tay share video livestream lại về tường và tag tất cả các bạn của các cháu vào trong video livestream này của chúng mình. Chúng ta sang câu tiếp theo là câu số 67. Câu số 67 này rất rất hay. Rất rất hay và lừa rất rất nhiều bạn nhá. Lừa rất rất nhiều bạn, được chưa? Lừa rất rất nhiều bạn trong cái kỳ thi Trung học thông quốc gia này, khá nhiều cháu bị lừa. Nếu mà buổi livestream này trên 1k share thì chú Minh sẽ không xóa video livestream này. Nhá Võ Ngọc Thạch nhá. Nếu buổi livestream này trên 1k share, hiện tại bây giờ là 600 share rồi. Trên 1k share có nghĩa là cần 400 share nữa. Nếu trên 1k share thì chú Minh sẽ không xóa video livestream này. Chúng ta có này, câu số 67 để hòa tan 1,02 gram. Để hòa tan 1, các cháu chú ý nhá. Hòa tan 1,02 gam. Ở đây chúng ta đi viết phương trình ra đây. Al2O3. Chúng ta tìm được số mol của Al2O3 bằng 1,02. 1,02 chia cho 102 thì bằng 0,01. Cần dùng tối thiểu dung dịch NaOH cộng với NaOH cộng với H2O thì nó tạo thành NaAlOH 4 lần. Đây là chúng mình viết. Còn các thầy cô của các con thì sẽ viết là NaAlO2. Hai thằng này là một nhá. Hai thằng này là một. Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố nhôm. Số mol nhôm ở đây là 0,01 nhân 2 là 0,02. Được chưa? Tới đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố natri. Natri ở đây là 0,02. Vậy anh này là 0,02. Được chưa? Hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được số mol NaOH rồi. Các cháu chú ý là cần phải viết phương trình thì mới nắm được. Đúng chưa? Chúng ta tìm được số mol NaOH rồi thì hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được V thôi. Chúng ta có V thì bằng số mol là 0,02 chia cho CM là chia cho 1 thì bằng 0,02. Vậy ở đây là 0,02 lít. 0,02 lít thì tương ứng với lại 20 ml. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. À, đấy. Câu 68. Ui, mốc 7 điểm các cháu ơi. Thề với các cháu. Thề với các cháu là từ xưa đến nay cái đề minh họa này là đề thi minh họa dễ nhất nhá. 215 có minh họa, 217 có minh họa, 218 có minh họa, 9 không có minh họa, nhưng mà 220 có minh họa thì thề với các cháu là cái đề minh họa này dễ nhất. Để đến cái mức mà mức độ câu 68, mức độ 7 điểm này, mức độ 7 điểm này vẫn chưa có câu khó, là đề này đề dễ nhất rồi. Thề với các cháu là đề này đề dễ nhất luôn. Đấy các cháu chú ý nhá, đề này cực kỳ dễ. Hy vọng đề thi Trung học phổ thông quốc gia cũng dễ này. Một chấm để cho bác bộ nhìn thấy rằng là các cháu cũng hy vọng là đề dễ như này nè. Một chấm để cho các bác ở bộ nhìn thấy rằng là đề cũng dễ như này nè. Thực hiện phản ứng este hóa giữa 4,6 gam ancol nitrilic, 4,6 gam ancol nitrilic. Đứa nào mà không thuộc cái này thì là toang.
Alkoxylic của chúng ta là C2H5OH cộng với lượng dư axit acetic CH3COOH để tạo thành, chú ý đây là phản ứng ester hóa thì nó phải là mũi tên hai chiều và có anh H cộng. Được chưa? Để tạo thành CH3COOC2H5 cộng với lại nước nhá. Các cháu chú ý nhá. Ở đây chúng ta tìm được số mol của alkoxylic bằng 4,6 chia cho 46 thì bằng 0,1. Được chưa? Ở đây mặt khác đây là dòng ban đầu, dòng phản ứng chúng ta vẫn chưa biết đặt là số mol amon. Được chưa? Sau phản ứng như đề bài nói cho chúng ta biết, sau phản ứng như đề bài nói chúng ta biết là thu được 4,4 gam ete. Và ete đây, ete là thằng này. Vậy mình tìm được số mol luôn. Mình bấm được phân tử khối của ete này thì bằng 88 nhá. Mình có 4,4 chia 88. 4,4 chia cho 88 thì bằng 0,05 mol. Vậy ta có số mol của ete bằng 0,05 mol. Vậy này là 0,05 mol. Vậy suy ra được số mol của CH3COH phản ứng là 0,05 mol. Tương tự mình tìm được số mol của alkoxylic cũng bằng 0,05 mol. Rất là vui khi ở đề bài nói với chúng ta rằng là axit acetic này dư. Do axit acetic này dư nên hiệu suất chúng ta được tính theo chất hết. Hiệu suất tính theo chất hết. Và ở đây hết là coi như là C2H5OH. Vậy hiệu suất nó bằng số mol phản ứng là 0,05 chia cho số mol ban đầu là 0,1 được bao nhiêu nhân với 100%. Và hoàn toàn chúng ta nhìn được nó chính bằng 50%. Và như vậy mình đã được 7 điểm. Ăn trọn 7 điểm rồi các cháu ạ. Ăn trọn 7 điểm rồi. Ăn trọn 7 điểm rồi. Một cảm xúc thật là vỡ òa. Ôi trời ơi, câu 69 đến đây là toang rồi. Thôi chết rồi. Đánh dấu để lại, nếu mà tí nữa chúng ta quay trở lại giải nhá. Đánh dấu để lại, tí nữa chúng ta quay trở lại giải các cháu nhá. Nào mình sang tiếp câu 70. U rồi ôi, câu 70 nhìn ngán luôn. Sao vậy, tự nhiên kinh khủng thế nhỉ? Nhìn ngán chả muốn làm luôn. Câu 71 này. Câu 71 xem nào. Cho các phát biểu sau. Cho dung dịch NH3 vào dung dịch AlCl3 có xuất hiện kết tủa. Các cháu chú ý nhá. Cho dung dịch NH3 vào dung dịch AlCl3. Thôi chết rồi, mẹ bộ vừa mới quăng ra cho ăn được 7 điểm xong đến đây hóc xương gà luôn. Dễ sợ nhỉ. Hello, chào Vân Đỗ. Ở đây nhá, NH3 và AlCl3. Những cháu nào về muộn thì xem video livestream lại về tường nhá. NH3 và AlCl3 thì thằng NH3 này nó có môi trường bazơ. Thì nó cung cấp cho ta ion OH trừ. Và OH trừ này tác dụng với AlCl3 để tạo thành kết tủa AlOH 3 lần. Lưu ý kết tủa này không tan trong NH3 dư. Kết tủa này không tan trong NH3 dư các cháu nhé. Do nó không tan trong NH3 dư nên xuất hiện kết tủa là đúng. Một cháu đúng. Phương trình tiếp theo. Nhiệt phân hoàn toàn CuNO3 2 lần. CuNO3 2 lần. Chúng ta nhiệt phân hoàn toàn thì nó tạo thành CuO cộng với lại NO2 cộng với oxy. Thế mà ở đây bảo nhiệt phân hoàn toàn tạo thành Cu. Sai. Được chưa? Sai B nhá. Được chưa? Chúng ta sang tiếp này. Ý C này. Hỗn hợp N2O. Cái này là rất rất nhiều cháu dễ bị lừa nhá. Các cháu nhớ là xe trên 1K xe thì chúng mình sẽ không xóa video live stream này. Xe về tường này, xe về trong group này, xe vào trong tất cả các nhóm của các cháu. Tỷ lệ mol 1 chia 1. Vậy bây giờ chúng mình đặt đi. Chúng mình đặt thằng này là 1 mol, N2O là 1 mol thì số mol của nhôm cũng là 1 mol. Được chưa? Đầu tiên là tan trong nước thì N2O tác dụng với nước để tạo thành NaOH. Chúng ta tìm được số mol NaOH bằng 1. Đây chú ý nhân 2 thì nó bằng 2. Được chưa? Vậy bây giờ NaOH sẽ ăn với lại nhôm. NaOH ăn nhôm cộng với lại nước nữa để tạo thành NaAlO2. Viết này cho các cháu dễ hiểu nhá. H2. Vậy mình nhìn thấy này. Đây là tỷ lệ của NaAl là 1 chia 1. Vậy nhôm này tan hết là 1 mol. Và mình biết chắc chắn rằng là thằng NaOH này còn dư. Được chưa? NaOH này còn dư. Các cháu cứ NaOH này còn dư. Vậy dẫn đến một điều rằng là chắc chắn là tan hết trong nước dư. C tan hết trong nước dư. Ok chưa? Vậy nhá. Tiếp tục này. Trong công nghiệp dược phẩm các cháu chú ý, năm nay thì cái phần về dược phẩm sẽ là phần cực kỳ hot hit. Bởi vì như các cháu nhìn thấy rằng là corona virus, đến bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm được thuốc để mà đến bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm được vaccine. Nên chắc chắn những cái gì về dược năm nay sẽ rất là hot. Nên các cháu cần chú ý nhá. Trong công nghiệp dược phẩm, NHCO3 được dùng để điều chế thuốc đau dạ dày. Cái này hoàn toàn chính xác. Thuốc đau dạ dày là NHCO3, chính xác luôn. Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng pháp điện phân nóng chảy là đúng. Đến đây là đúng ạ. Nhưng ALCL3 là sai. Cháu nào mà học cái phần live VIP cũng như là học toàn bộ cái phần mà khóa full video của chúng mình thì biết ngay. Chúng mình đã nhắc đi nhắc lại là điều chế anh nhôm thì chỉ có điện phân nóng chảy nhôm oxit Al2O3
Còn AlCl3 thì nó bị làm sao? Nó bị thăng hoa trước khi nóng chảy các cháu nhá. Các cháu chú ý nhá. Vậy ở đây là E sai. Chào Tâm nhá, Tâm xe về tường cho thầy nhá. Vậy mình có này, số phát biểu đúng là ACG. ACG là 3 phát biểu đúng. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 71 của chúng ta đáp án đúng là đáp án A, 3 phát biểu đúng. Ôi trời ơi. Câu 72 nhìn toang chưa các cháu ơi? Câu 72 nhìn toang, sẽ đánh dấu lại nhá. Tí chúng mình vòng lại chúng mình chữa nhá. Bây giờ chúng ta đang đi giải các câu dễ. Câu 73 là một câu mà năm nào cũng có trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Thế nên là năm nào chúng mình cũng phải chữa cho tất cả các bạn ở trong lớp offline cũng như lớp tổng ôn của chúng mình. Riêng cái câu 73 này, nếu anh không phải là một người chuyên luyện thi đại học môn hóa học, luyện thi từ lớp 11 thì không bao giờ giải được. Tí nữa quay lại chúng ta sẽ giải lại câu 73 này. Ok. Câu 74 là một câu hỏi hình vẽ thí nghiệm. À, tí nữa chúng ta cũng quay trở lại câu này. Câu này thì dễ thôi, không có gì là quá khó. Nhưng bây giờ mình đang đi làm những câu dễ để mình lấy điểm 8 đã, đúng chưa? Hiện tại chúng ta đã để lại rồi, chúng ta vừa mới giải được. Đây, bây giờ chúng ta đang được 7,25 điểm rồi, đúng không? Bây giờ mình sang câu 75 để được 7,5 này. Ở đây cái kinh nghiệm của chúng ta là chọn những câu thật là dễ để chúng ta giải, được chưa? Câu 75 nhá. Nếu mà giải được câu này thì chúng ta được 7,5 điểm. À, thủy phân, à, cho các phát biểu sau: thủy phân cellulose, thủy phân cellulose hay tinh bột thì đều thu được glucose. Chính xác, cellulose thủy phân cho chúng ta thu được beta glucose, tinh bột thủy phân cho chúng ta thu được alpha glucose. Vậy à, đúng, thủy phân hoàn toàn các triglycerid luôn thu được glycerol. Chính xác, chất béo mà cộng với lại 3NaOH thì thu được glycerol là C3H8O3 cộng với lại xà phòng, được chưa? Cộng với lại xà phòng. Vậy chắc chắn mình thủy phân triglycerid thì luôn luôn thu được glycerol, là đúng tiếp. Terpolyamide kém bền trong dung dịch axit và dung dịch kiềm. Chính xác, bởi vì nhá, terpolyamide thì nó có liên kết amide. Liên kết amide là liên kết NHCO, và cái liên kết NHCO này thì kém bền trong axit, kém bền trong kiềm và kém bền trong cả nhá, và kém bền trong cả enzyme, được chưa? Vì vậy nên là C này là gì? Kém bền trong các dung dịch axit và dung dịch kiềm, là đúng. Muối mono natri glutamat, đây là một cái câu ở trong phần có thể em chưa biết, thế nên là có thể hỏi cả phần có thể em chưa biết trong sách giáo khoa nhé. Các cháu phải đọc thật kỹ nhé, kể cả phần có thể em chưa biết cũng phải đọc, được chưa? Được làm ứng dụng làm mì chính bột ngọt, cái này cũng đúng luôn. Saccharose có phản ứng trắng bạc thì ở đây là sai. Sac thì không thể trắng bạc được, đúng không? Sac làm gì có chó mà trắng bạc. Vậy số phát biểu đúng của chúng ta ở đây là A, B, C, D, 4 phát biểu đúng các cháu nhé. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Ok chưa? Các cháu chú ý rằng là xe video live stream lại về tường. Một ca xe thì chúng mình sẽ không xóa video live stream này. Ok. Chúng ta sang mặt cuối cùng, chúng ta được 7,5. Ui dồi ôi, 7,6 nhìn toang vãi. 7,8 nhìn toang vãi. 7,6 nhìn toang. 7,8 nhìn toang. 7,9 nhìn toang. 80 cũng toang. Trời đất ơi. Ôi trời ơi, bộ mới chỉ cho em đến 7,5 thôi ạ. Bộ mới chỉ cho em đến 7,5 thôi ạ. Bây giờ em ăn nốt câu 77 ạ. Bây giờ em ăn nốt câu 77 này để em được lên được 7,75 ạ. Rồi em là em chỉ đi thi em chỉ xin bộ được 8 thôi. 8 nhân với lại 3 là 24, anh bộ xin cho em với ạ. Câu 77 là một câu cực kỳ hay. Câu 77 là câu một cực kỳ hay. Cái xu hướng như chúng mình đã nói ở trong tất cả các khóa học online cũng như khóa online VIP của chúng mình thì cái xu hướng này là xu hướng của bộ nhá. Xu hướng là xu hướng thực nghiệm thí nghiệm nhá. Thế này thì chắc chắn chúng ta phải thực hiện thí nghiệm thật nhiều để bộ khuyến khích chúng ta phải làm thật nhiều thí nghiệm. Ở đây này, cho vào bát sứ nhỏ, kệ nó, dầu dừa là chất béo rồi. 6ml dung dịch NaOH không quan tâm bao nhiêu ml. Cái này là số liệu này là số liệu để đánh mù NaOH, được chưa? Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút. Vậy ở đây là phản ứng thí nghiệm rồi. Thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ thể tích hỗn hợp không đổi, được chưa? Vậy thì chất béo thì chắc chắn thu được glycerol C3H8O3 cộng với lại xà phòng. Xà phòng, được chưa? Xà phòng là muối của axit béo có dạng CXHRCOO NA, đúng chưa? Đây là xà phòng. Được chưa? Các cháu nhớ chưa? Thế thì rót thêm 5 đến 7. Thế thì sau cái phản ứng này xảy ra này, sau phản ứng này xảy ra thì ngay lập tức là dung dịch của chúng ta là hơi hơi tách lớp thôi. Được chưa? Rót thêm 7 đến 10 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng để yên hỗn hợp thì phát biểu nào sao đi đúng. Vậy thì cái thằng mà rót nhẹ thêm cái thằng NaCl vào thì có mục đích là gì ở các cháu? Cái thằng mục đích của NaCl này, mục đích là để làm sao nhỉ? Để phân tách hỗn hợp. Phân tách hỗn hợp. Bởi vì như các cháu biết xà phòng này thì sau khi thêm NaCl, thêm NaCl này thì sẽ có một lớp màu trắng,
Lớp màu trắng chính là xà phòng. Màu trắng chính là xà phòng. RCOONA nổi lên trên bề mặt nhá. Nổi lên trên bề mặt. Nổi lên trên bề mặt, các cháu nhớ chưa? Nổi lên trên bề mặt. Đấy nhá. Vậy ở đây mình có này. Sau bước 3 thấy lớp chất rắn màu trắng nổi lên là glycerol. Sai, glycerol tan trong dung dịch nhá. Glycerol tan trong nước vậy không thể nổi được. À, là chỉ có là nổi lên là RCOONA hay là xà phòng thôi. A sai. Để bài hỏi phát biểu đúng. Thêm NaCl bão hòa nóng để làm tăng hiệu suất phản ứng không? Thằng này chỉ có tác dụng là làm nổi lên trên bề mặt chứ không có tác dụng làm tăng hiệu suất phản ứng. Sai. Ở bước 2 nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng thủy phân không xảy ra. Hoàn toàn chính xác. Hỗn hợp bị cạn khô thì không có thể phản ứng xảy ra được. Vậy ở đây C là đúng. Trong thí nghiệm này có thể thay dầu dừa bằng dầu bôi trơn máy. Sai. Dầu dừa là chất béo, còn dầu bôi trơn máy là các dầu bôi trơn máy chúng ta là các hydrocarbon. Hydrocarbon, hydrocarbon thì chỉ có C và H, không có phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm, hay nói khác là không có phản ứng xà phòng hóa, nên sai. Vì vậy nên câu 77 đáp án đúng là đáp án C, các cháu chú ý nhé. Câu 77 của chúng ta đáp án đúng là đáp án C. 7,75 các cháu ạ. 7,75 toang thật sự. Thế mà ông Minh ông ấy hứa là chữa cho ta lên đến 8 điểm. Đây, bây giờ ông Minh ông ấy chữa cho các cháu lên điểm 8 đây. 69 là lên 8 điểm nha, cùng theo dõi chú Minh chữa nha. Câu 69 lên điểm 8. 69 là lên điểm 8 này. Các cháu cùng chú ý những câu sau đây là những cách giải nhanh nhất nhá. Những câu sau đây là những cách giải nhanh nhất mà chú Minh vừa mới nghĩ ra khi vừa đọc đề với các cháu. Được chưa? Nào chúng ta nhìn nhá. 0,56 gam hỗn hợp gồm carbon và lưu huỳnh. Đây chúng ta có này. 0,56 gam gam nhá, hỗn hợp gồm carbon và lưu huỳnh tác dụng hết với lượng dư HNO3 đặc nóng thì thu được hỗn hợp khí gồm NO2, CO2 và chắc chắn có thằng lưu huỳnh này, đúng chưa? Lưu huỳnh này không thể thành SO2 được, không thể thành SO2 được mà nó phải tạo thành là H2SO4. Bởi vì nếu mà nó mà tạo thành SO2 thì nó đã bay lên. Được chưa? Mặt khác, đấy thì từ từ đã, bây giờ chúng ta đã có bọn này đã. Tổng số mol của bọn này, tổng số mol bọn khí là 0,16 mol. 0,16 mol. Được chưa? Thế ở đây bây giờ chúng mình đặt số mol của carbon là A thì số mol của lưu huỳnh là B. Được chưa? Thế thì hoàn toàn mình có này, carbon này chui hết vào CO2 và đây là A. Đúng chưa? Vậy anh này là 0,16, thế mà đây là A mol, vậy suy ra số mol của NO2 là 0,16 trừ A, được không các cháu? Được chưa nào? Các cháu hiểu không nhỉ? Thế ở đây chúng ta có này, chúng ta sẽ có hệ phương trình luôn này. Đầu tiên là bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng chú Minh có nhá, 12A cộng với 32B thì bằng 0,56. 0,56. Phương trình thứ hai của chúng ta là phương trình bảo toàn electron nhá. Phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn electron. Mình có carbon của chúng ta là carbon 0 lên carbon dương 4. Vậy là nhường đi 4e, 0 trừ 4 là 4e. 4 nhân với A cộng với lưu huỳnh từ lưu huỳnh 0 lên lưu huỳnh dương 6 ạ. 0 trừ 6 thì bằng 6, vậy là cộng 6b thì bằng nitơ là nitơ dương 5 về nitơ dương 4, 5 trừ 4 bằng 1. 1 nhân với lại 0,16 trừ đi A. Vậy tới đây chúng ta giải được hệ nhá. Tới đây chúng ta có hệ này và chúng ta đi giải hệ này. À, chúng ta giải hệ này chúng ta tìm ở AB. 1, 2, 12 bằng này, 32 bằng này, 0,56 bằng này. À, 4A mà trừ đi 1A vậy là 4A cộng 1A là 5A này. 5 bằng này, 6 này, 6B này bằng này, 0,16 này bằng này. À, A bằng 0,02, B bằng 0,01. Các cháu nhìn rõ chưa? A bằng 0,02, B bằng 0,01. Câu này rất là hay, chúng mình cực kỳ thích trong cái đề này. Đề này khá là thích đấy. Đến đây chúng mình giải này, đến câu này là thấy thích này. Được chưa? À, vậy là đến đây chúng ta tìm ra được là carbon và lưu huỳnh được cái dữ kiện đầu tiên cho ta tìm được số mol của carbon và số mol lưu huỳnh. Cháu nào chưa xe thì xe từ nhanh lại về tường nhá. Nếu trên 1k xe thì chú Minh nhớ là phải trên 1k xe thì chú Minh sẽ không xóa bài này lại. Chúng mình sẽ lưu lại bài này. Chúng ta có tiếp tục này. Carbon chúng ta tìm được bằng 0,02 mol, lưu huỳnh chúng ta tìm được bằng 0,01 mol. Bây giờ cho tác dụng với oxy dư. Bây giờ cho tác dụng với oxy dư thì có phải chúng ta thu được CO2 và SO2 không? Mình đi bảo toàn carbon thì đây là 0,02, SO2 thì mình bảo toàn là 0,01. Được chưa? Thế mà hỗn hợp này đề bài nói là cho tác dụng với NaOH. Số mol NaOH bằng 0,02 mol. 0,02 mol và KOH thì số mol KOH bằng 0,03 mol. 0,03 mol. Thu được dung dịch chứa mg chất tan. Ui giời ơi. Câu này thì đầy đứa toang nhá. Bao nhiêu đứa mà không học chú Binh thì rất dễ toang câu này. Nhọ lắm cơ. Đúng không? Đúng chưa?
nhỏ lắm cơ. Đây nhá, các cháu nhìn tiếp nhá, các cháu nhìn tiếp nhá. Vậy ở đây mình có này. Vậy ở đây mình có này, giải bài tập này thì bây giờ mình phải đặt hết bọn này là quy về là OH trừ. Đây chúng mình có đằng này là OH trừ. Chúng mình tìm được số mol đằng này OH trừ là 0,02 cộng 0,03 thì bằng 0,05. Đúng chưa? Chúng mình lại đặt hết tất cả bọn này là XO2. XO2 thì chúng mình tìm được số mol của thằng này là 0,02 cộng với lại 0,01 nhá thì bằng 0,03. 0,03. Vậy đến đây bây giờ chúng mình sẽ giải theo cái phương pháp là OH trừ nhá. OH trừ chia XO2. OH trừ chia XO2 thì bằng, chúng ta có số mol OH trừ bằng 0,05, số mol XO2 bằng 0,03. 0,05 chia 0,03 thì bằng bao nhiêu nhỉ? 0,05 chia 0,03 thì bằng 1,667. 1,667 thì nó bằng là 5/3, bằng 5/3 lớn hơn 1, nhỏ hơn 2. 1 thì tương ứng với việc tạo thành muối HCO3 trừ, 2 tương ứng với việc tạo thành muối CO3 2 trừ. Được chưa? CO3 2 trừ tương ứng với số 2, HCO3 trừ tương ứng với số 1. Thằng này là 5/3. 1 trừ đi 5/3 thì bằng 2/3. 2 trừ đi 5/3 thì bằng 1/3. Các cháu chú ý phương pháp giải mới này. 2/3 chia 1/3. 2/3 mà chia 1/3 thì bằng 2/1. Có nghĩa nếu chúng mình đặt số mol HCO3 trừ là amon thì số mol của CO3 2 trừ chúng mình sẽ là 2 amon. Đúng chưa? Vậy hoàn toàn tới đây chúng mình sẽ có bảo toàn carbon. Đây là x chuẩn hơn. Đây là x nhá. Đây là HXO3 trừ. HXO3 trừ tại vì cả thằng CO2 và cả thằng SO2 đều như nhau. Bảo toàn carbon thì chúng mình có. Bảo toàn carbon thì chúng mình có này. Số mol, đây là bảo toàn x thì chúng mình có này. Đầu là 0,03. 0,03 thì bằng x ở trong XO3 2 trừ là 2A cộng với x ở trong HXO3 trừ là A. Vậy đến đây chúng ta tìm được A bằng 0,01. A bằng 0,01 và thằng này bằng 0,02. Tới đây các cháu phải chú ý một tí xíu, chúng mình tổng hợp lại đây cho các cháu nhá. Ở đây các cháu cần phải chú ý nữa là OH trừ mà ăn với lại XO2 thì tạo với tỷ lệ 1:1 thì tạo thành HXO3 trừ, được chưa? Thứ hai là nếu mà 2OH trừ mà ăn với lại XO2 thì nó tạo thành XO3 2 trừ cộng với lại nước và số mol nước chính bằng số mol XO3. Thế mà XO3 đây bằng 0,02. 0,02, vậy số mol nước bằng 0,02. Đây là chúng mình giải cho các cháu hiểu thôi, đúng chưa? Vậy thì hoàn toàn tới đây thì chúng ta sẽ có, hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ có CO2 SO2, chúng mình tổng hợp lại dưới này nhá. Thằng này là 0,02, thằng này 0,01 đớp nhau với NaOH là 0,02, KOH là 0,03 thì tạo thành hỗn hợp gồm muối XO3, đây tạo thành hỗn hợp gồm chất rắn cộng với lại nước cho nó dễ và số mol nước tìm được bằng 0,02. Được chưa? Hoàn toàn tới đây chúng ta đi bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng các cháu nhá. Mình có này. Tổng khối lượng của bọn này là khối lượng của CO2 là 0,02 nhân 44. 0,02 nhân 44 cộng với 0,01. 1 nhân với thằng này là bằng 64 cộng với khối lượng của NaOH là 0,02 nhân 40 cộng với khối lượng của KOH là 0,03 nhân 56 thì bằng khối lượng của chất rắn. Khối lượng của chất rắn cộng với m nước là 0,02 nhân 18 nhân 18. Và đến đây chúng ta bấm máy tính Casio chúng ta sẽ tìm ra được khối lượng của chất rắn nhá. Khối lượng của chất rắn 0,02 nhân 44 cộng với 0,01 nhân 64 cộng với 0,02 nhân 40 cộng với 0,03 nhân 56 trừ đi 0,02 nhân 18 bằng 3,64 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. 8 điểm ạ. 8 điểm ạ, 8 điểm toát mồ hôi hột ạ. Vâng, xin thưa 8 điểm toát mồ hôi hột nhưng mà chúng mình là giảng để cho các cháu hiểu. Còn nếu mà học theo phương pháp của chúng mình thì là chúng ta sẽ giải câu này nhanh thôi ạ. Nhá, được chưa? 8 điểm nhá. 8 điểm, chúng mình bảo lấy 8 cộng cơ mà. Thôi 70 để lại nhờ, 70 để lại. 72 này, non, bây giờ chúng mình giải 72, 73, 74 nhá. Để chúng ta cùng lấy 8,75 nhá. Chúng ta cùng tái lấy 8,75. Chúng mình bảo chúng ta lấy 8 cộng mà. Hoàn toàn chúng ta có thể lấy được 8,75 điểm. Hoàn toàn chúng ta có thể lấy được 8,75 điểm. Bây giờ chúng mình sẽ giải tiếp cho chúng ta cái câu tiếp theo là câu số 72 nhá. Chúng ta chinh phục tiếp câu số 72. Ok, câu số 72. Các cháu nhớ là comment đáp án câu 72 thử xem các cháu làm đúng hay sai nhá. Câu 72 là một câu vận dụng đấy, vận dụng cao luôn. 80 câu ở đây chúng ta sẽ có là 8 câu vận dụng cao mà. Cho este 2 chức, cho este 2 chức mạch hở C7H10O4, được chưa? Tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng thu được ancol no 2 chức. À vậy là thằng này là ancol no 2 chức. Vậy là R1COO này, CH2 này,
đúng chưa? Thử xem nhá, hòa chất y không hòa tan được CH2 lần trong môi trường kiềm, vậy thì chắc chắn thằng này là CH2. Chứ nếu mà OH mà đính vào đây là hòa tan này, vậy ở đây nó này là C, đây là CH thôi, đây là CH thôi, đây là à đâu, thằng này là CH2, đúng rồi, CH2, đây là CH2 nữa này, R2COO đấy, được chưa? Vậy hoàn toàn ở đây nó là C7H10O4 nhá. Vậy chúng mình tìm được ở đây là R1 cộng R2, R1 cộng R2 thì bằng đây là 1 2 3 4 5 rồi. Vậy là R1 cộng R2 chỉ còn mấy thôi? Ở đây là C7 mà, 7 trừ đi 5 thì còn mấy? 7 trừ 5 thì bằng 2. Đúng chưa? 7 trừ 5 thì bằng 2. Các cháu chú ý này. Ô sao tự nhiên lại tối đen như mực thế nhỉ? Đợi chúng mình một tí, chúng mình cho nó sáng trưng như Sony lên tí. Các cháu trong lúc mà đợi chúng mình làm cho sáng trưng như Sony thì các cháu nhớ nhanh tay share video live stream lại về tường nhá. Xong tag các bạn vào trong video live stream này nhá. Nào, chúng ta có này. MZ nhỏ MT chất Y không hòa tan được trong môi trường kiềm. Được chưa? Thế chúng ta lưu ý này, đây là C7H10O4, đây là ST2 trước rồi. Thế thì mà thằng này lại có dạng là CnH2n-4 đúng không? 7 x 2 là 14, 14 trừ 4 mới bằng 4 được. O4. Vậy suy ra thằng này nó phải có 1 pCC, 1 pCC. Được chưa? Do nó có 1 pCC, vậy chắc chắn thằng R1 này chỉ có thể là H và thằng R2 này chỉ có thể là CH2 nối đôi CH. Hay nói cách khác, công thức của X của chúng ta là HCOO. Cháu nào mà đăng ký mua các cuốn sách của chúng mình thì làm bài này dễ hơn. Bởi vì nếu chúng mình nhớ không nhầm thì cái câu này chúng mình đã từng giải trong cuốn sách hữu cơ của chúng mình rồi. Đã từng giải trong cuốn sách hữu cơ của chúng mình rồi nhá. Thì như các cháu đã biết thì chúng mình là thánh dự đề mà. Chúng mình là thánh dự đề. Bao nhiêu năm nay thì chúng mình toàn dự trúng đề hết. Tất cả những câu khó nhất thì đều dự trúng. Nên các cháu cần chú ý nhá. Câu này đã có ở trong cuốn sách hữu cơ của chúng mình. Để chúng mình tìm rồi chúng mình khoanh lại cho các cháu. Ok. Nào. Vậy ở đây mình tìm được X nhá. Đây hai muối. Đây đun nóng trong NaOH, đun nóng trong NaOH thì ta thu được hai muối, một muối là HCOONa, một muối là C2H3COONa, các cháu thấy chưa? Được chưa? MZ nhỏ hơn MT. Vậy cháu này là Z, cháu này là T. Được chưa? Phát biểu nào sau đây là sai? Chất Y của chúng ta là gì? Chất Y chúng ta là CH2 này, OH này, CH2 này, CH2 này, OH, các cháu nhớ chưa? Được chưa? Đây là chất Y. Để bài hỏi chất Z có phản ứng trắng bạc. Đây Z đây, trắng bạc có đầu HCO, trắng bạc đúng. Nhưng đề bài hỏi nhận định nào sai cơ ạ? Được chưa? Oxy hóa Y bằng CO dư đun nóng thu được anhít 2 chức. Đây oxy hóa Y, đây Y đây, oxy hóa bằng CuO dư thì đúng thu được CH CHO này, CH2 này, CHO thật, đúng không? Vậy là đúng tiếp. Axit T có đồng phân hình học, chúng ta nhìn xem. Đây là axit T đây. Đây, đây thằng này. Thằng này là T, đúng chưa? Đun nóng trong NaOH. À đây hai muối của axit Z và T. Đây là hai muối, vậy đây là muối thôi. Đây là muối của T. Đây là muối của T, tí nữa chửi bộ chết thật. Được chưa? Thằng này là muối của T, thằng này muối của T. Vậy axit T của chúng ta là CH2 nối đôi CH COOH thì thằng này làm gì có đồng phân hình học? Đúng không? Không đồng phân hình học. Vậy sai ở đây là C, axit T có đồng phân hình học là sai. Được chưa? Có một công thức cấu tạo thỏa mãn chính xác. Vậy sai là C. 8,25 điểm. 8,25 điểm nhá. Đấy, học chúng mình thấy bá không? Học chúng mình thấy bá không? Bây giờ chúng mình giải tiếp cho các cháu lấy câu 74 lên 8,5 này. Cháu nào muốn lấy 7, 8, 9 cộng thì phải đăng ký học chúng mình ngay. Được chưa? Phun các khóa để cho các cháu lên điểm. Câu 74. Câu 74. Dẫn từ từ khí CO2. Dẫn từ từ khí CO2. Các cháu chú ý nha. Xe video live stream lại về tường nha. Trên 1 ca xe. Trên 1 ca xe thì chúng mình sẽ không xóa video live stream. Nhưng mà trên 1 ca xe nhưng phải trên 2 ca bình luận cơ ạ. Trên 1 ca xe nhưng phải trên 2 ca bình luận cơ. Các cháu phải bình luận làm sao cho trên được 2 ca nhá. Comment đáp án câu 74 này và câu 73. Nào câu 74 trước nào. Dẫn từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch. Đây, chúng mình có dạng bài tập là CO2 cộng với lại CaOH 2 lần 0,1 sự phụ thuộc vào khối lượng ở như này. Thế thì ở đây chúng mình phải nhìn, chúng ta phải đoán được luôn này, đoán là cái đỉnh này có phải ở đây là đỉnh. Ở cái đỉnh này tồn tại khi và chỉ khi CO2 vào tạo kết tủa hết với CaCO3 không? Hay nó khác là đỉnh này tồn tại khi và chỉ khi CaOH 2 lần kết tủa hết 0,1 bao nhiêu canxi chu hết vào kết tủa. Vậy tại đỉnh này chúng ta tìm ra được là số mol kết tủa, được chưa? Ở đây là gì? Đây là VCO2. Thì tại đỉnh này chúng ta tìm được số mol kết tủa luôn. Đây là M. M này là khối lượng, đúng không? Đây này, phụ thuộc của khối lượng kết tủa Y gam. Đây là khối lượng kết tủa. Thì bây giờ chúng mình thay trục này đi. Thay trục này là số mol cho dễ. Đây là 0,1. Được chưa? Chúng mình đặt thằng M này là A mol.
thì thằng này là 0,3. Thằng này là 3 mol. Được chưa? Maximum là 0,1. Được chưa? Thế thì chỗ này chúng mình đặt là B mol thì thằng này là 7B. Đúng không? Chúng mình quay trở về bài toán đi giải AB đơn giản thôi. Chúng mình đi quay trở về bài toán giải AB đơn giản thôi. Chúng mình tìm được số mol kết tủa max là bằng 0,1 rồi. Đúng không? Thế bây giờ đề bài hỏi chúng ta này, tại vị trí này. Tại vị trí này chúng ta chỉ tồn tại mỗi kết tủa xe CO3 thôi mà các cháu. Đúng không? Bài này rất là dễ nhá. Vậy tại vị trí số 1, tại vị trí số 1 thì chúng mình có là CO2 phản ứng là B mol cộng với lại CaOH 2 lần. Số mol là 0,1 đề bài cho thì chỉ thu được kết tủa CaCO3 là A mol. Đúng chưa? Vậy thì ở đây mình có này, bảo toàn carbon mình có là bao nhiêu CO2 chui tọt hết vào đây là kết tủa. Vậy mình có bảo toàn carbon thì mình có A bằng B. Rất dễ nhá, bảo toàn carbon mình có A bằng B. Tiếp tục đến vị trí này là vị trí số 2, các cháu chú ý. Vị trí này là vị trí số 2. Thì là mình lại có gì nhỉ? CO2 lúc này số mol là 7B. 7B vào CaOH 2 lần. CaOH 2 lần lúc này số mol là 3. Sorry, vẫn là 0,1. Để thu được kết tủa là CaCO3, lúc này số mol của nó là 3 rồi. Được chưa? Số mol của nó là 3 rồi. Nhưng chúng ta chú ý rằng là khi mà sang sườn bên này thì không chỉ tồn tại mỗi kết tủa CaCO3 mà nó còn tồn tại cả CaHCO3 2 lần nữa. Vậy có cả CaHCO3 2 lần. CaHCO3 2 lần. Được chưa? Các cháu nhớ chưa? Comment đáp án non chúng mình giải nhá. Những câu này giải cực kỳ dễ với phương pháp của chúng mình. Cực kỳ dễ với phương pháp của chúng mình. Vậy ở đây mình có này, bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon thì mình có là 0,1 trừ đi 3. 0,1 trừ 3. Đây là bảo toàn carbon nhé. Bảo toàn carbon là 0,1 trừ 3. Được chưa? Vậy hoàn toàn cuối cùng đến đây chúng ta đi bảo toàn. Sorry, đây là bảo toàn canxi. 0,1 trừ đi 3. Bởi vì tổng số mol canxi phải bằng nhau mà. 3 cộng 0,1 trừ 3 thì bằng 0,1. Cuối cùng đi bảo toàn carbon. Carbon ở đầu là 7B. Đúng chưa? Carbon ở sau thì là 3A. Cộng với ở bên trong đằng này là chú ý phải nhân 2 nhé. 0,1 trừ 3A nhân 2. Đến đây giải cẩn thận nào. Thực sự cẩn thận. Vậy mình có 7B thì bằng 3A cộng với 0,1 nhân 2 là 0,2 trừ đi 3 nhân 2 là 6A. Mặt khác do A bằng B ở bên trên này. Vậy mình có 7A thì bằng 3 trừ 6A, vậy là 0,2 trừ 3A. Chuyển sang này thì mình tìm được 10A thì bằng 0,2. Suy ra A của chúng ta bằng 0,02. Ok chưa? A của chúng ta bằng 0,02 các cháu ạ. Vậy cháu này bằng 0,02. Được chưa? Cháu này bằng 0,02 thì xong rồi. A bằng 0,02. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng của kết tủa luôn. Là mình lấy 0,02 mà nhân với 100. 0,02 mà nhân với 100 thì bằng bao nhiêu nhỉ? 0,02 nhân với 100 thì bằng bao nhiêu? 0,02 nhân với 100 thì bằng 0,2. Đúng chưa? Giá trị của M 10, chỗ này là chúng mình đang chia nhầm hay sao nhỉ? 0,02. Đây là A bằng 0,002. A bằng 0,02 thì nó phải là giá trị của M. Chỗ này chúng mình đang chia nhầm. Sorry các cháu, chỗ này chúng mình đang bị chia nhầm một cái gì đó. 0,01 mol. Đây, chỗ này là 0,01 mol ạ. Chỗ này 0,01 ạ. Đây là 0,01 ạ. Thì số mol thằng này là 0,02. 0,01 ạ. Chúng mình vừa nãy trừ nhầm 0,01 ạ. Thằng nào cứ thế lạ. Thằng này là 0,02 ạ. 0,02 ạ. 0,02 ạ. Vậy ở đây là A bằng 0,002 ạ. A bằng 0,002 ạ. A bằng 0,002. Suy ra A bằng 0,002. A bằng 0,02. Vậy thằng này bằng 0,002 ạ. 0,002 mà 0,002 mà nhân với lại 100. 0,002 mà nhân 100. Các cháu nhớ nha, 2K bình luận thì chúng mình mới giữ lại video live stream này. Thì bằng 0,2. 0,2 gram. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Đấy các cháu nhá. 8,5 điểm với chúng mình. 8,5 điểm với chúng mình. Chúng ta sang câu 73 giải lên 8,75 nào. 73 giải lên 8,75 xem nào. 8,75 là vinh quy bãi tổ rồi các cháu ạ, nhìn nhá. 8,75 nhân 3 thì trường nào cũng đỗ 26,25. Cộng với 0,5 nữa là được 26,75 là y Hà Nội cũng đỗ rồi. Chắc là sau vụ Covid này chẳng đứa nào ra học y Hà Nội nhỉ. Đúng không? Chúng ta sang câu 73 nhé. Chú Minh 73 nhé. Các cháu nhớ nhanh tay share video live stream và bình luận thật nhiều lên nhé. Được 2K bình luận thì chú Minh sẽ giữ lại video live stream này. Còn nếu mà không đủ 2K thì chú Minh sẽ ngay tức xóa đi. Ok. Câu 73. Dễ thôi mà. Lấy điểm 89 với phương pháp chú Minh cực kỳ dễ. Acetylen
acetylen là CH, chúng mình vẽ cho chúng ta nhớ nhá. CH được chưa? Vinyl acetylen CH2 nối đôi C CH gạch ngang C 1 2 3 CH. Đây là vinyl acetylen này, hydro này, xúc tác này, niken này, nhiệt độ này, thu được hỗn hợp Y, thu được hỗn hợp Y có tỷ khối so với hydro DI so với hydro bằng 20,5. Vậy hoàn toàn tới đây thì chú Minh suy ra được phân tử khối của Y thì bằng 20,5 nhân 2. 20,5 nhân 2 bằng 41. Được chưa? Nhân tiện đây chú Minh cũng nói với các cháu rằng là chú Minh đã có một cái khóa luyện đề cực kỳ siêu khủng. Cháu mà muốn inbox thì đăng ký ngay lập tức với chú Minh, luyện 15 đề thi minh họa trong tất cả các năm trở lại gần đây luôn, kể cả kỳ thi luôn. Thứ hai nữa là tất cả những trường chuyên nào mà có đề thi thử phát là chú Minh sẽ ngay tức like và quay video full để giải ngay ở bên trong cái khóa luyện đề đấy. Cháu nào muốn luyện đề thì ngay lập tức đăng ký với chú Minh nhá. Đăng ký ngay lập tức đi, bởi vì chỉ có chú Minh thì mới có những cái phương pháp giải nhanh và dị như này. Các cháu tí nữa chú ý câu này giải cực kỳ dị và rất nhanh. Đốt cháy hoàn toàn Y, đây đốt cháy thằng này Y thì thu được CO2 H2O, thằng này là 0,3, thằng này là 0,25. Ok chưa? Ok chưa? Các cháu nhìn rõ chưa? Các cháu nhìn rõ chưa? Thế vậy ở đây nhá, thế cùng nhìn nhá, thế cùng nhìn bây giờ chú Minh cùng cân đối lại cho chúng ta cùng nhìn nhá. Thế ở đây thì suy ra này, cái thằng này của chúng ta, hỗn hợp này của chúng ta, anh này chính là C2H2, anh này chính là C4H4, đúng chưa? Còn anh này là H2. Được không nhỉ? Được không nhỉ? Thế thì bọn này này, nung nóng này, niken này, nhiệt độ này để tạo thành Y này, đúng chưa? Phân tử khối của Y thì bằng 41, và đốt cháy thằng Y này thì thu được CO2 là 0,3, H2O là 0,25, đúng chưa? Đây là cộng với lại oxy, đúng chưa? Đúng chưa? Thế thì hoàn toàn chúng mình hỏi này, chúng ta có bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy được không ạ? Bảo toàn oxy đúng không? Bảo toàn oxy thì mình có này, hai lần số mol O2 thì bằng hai lần số mol CO2, 2 × 0,3 cộng với một lần số mol nước ạ, 1 × 0,25. Vậy đến đây mình tìm được số mol O2 luôn, là 0,3 nhân 2 cộng với 0,25 bằng, được chưa? Chia cho 2 bằng 0,425. Số mol O2 bằng 0,425. Được chưa? Thế do nung trong bình kín ạ. Do nung trong bình kín ạ. Các cháu chú ý nhá, đây là do nung trong bình kín thì có phải chú Minh đi bảo toàn khối lượng đã? Bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng thì chú Minh sẽ có khối lượng của Y cộng với lại khối lượng của oxy thì bằng khối lượng của CO2 cộng với khối lượng của nước, không ạ? Được chưa? Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng mình tìm được khối lượng của Y ạ, thì bằng 0,3 nhân 44 cộng với 0,25 nhân 18 trừ đi khối lượng của oxy là 0,425 nhân 32 ạ. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Vậy mình chúng mình có này, 0,3 nhân 44 cộng 0,25 nhân 18 trừ 0,425 nhân 32 thì bằng 4,1 ạ. Vậy mình có, chúng mình có là khối lượng của Y bằng 4,1. Thế các cháu lưu ý nhá, các cháu lưu ý nhá, các cháu phải hết sức lưu ý ở đây nhá, là ở đây này, do là nung trong bình kín, đề bài nói cho chúng ta là nung trong bình kín. Đây này, nung amon này, đúng không? Trong bình kín thì thu được Y. Vậy khi nung trong bình kín thì khối lượng của A thì chính bằng khối lượng của Y, bởi vì chẳng có thằng nào thêm vào và cũng chẳng có thằng nào mất đi ạ. Đúng chưa? Vậy có nghĩa mình, chúng mình sẽ có là bảo toàn khối lượng tiếp thì chúng mình sẽ có là MA thì bằng MI ạ. Vậy là bằng 4,1. Xong rồi đấy các cháu ạ. Xong rồi đấy ạ. Chúng mình đặt thằng này là A mon, B mon, C mon. Chúng mình sẽ có hệ phương trình luôn. Chúng mình sẽ có hệ phương trình luôn. Chúng mình sẽ có hệ phương trình luôn là A cộng B, à khối lượng luôn, thằng này là 26A cộng với lại chỗ này là 12 nhân 4. Tí nữa chúng mình sẽ nói cách giải nhanh câu này. 12 nhân 4 cộng 4 bằng 52, 52B cộng với lại 2C thì bằng khối lượng là 4,1. Được chưa? Phương trình thứ hai, phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn carbon 2A. Được chưa? 2A cộng với 4B cộng với 4B cộng hết C rồi, 0C thì bằng 0,3. Phương trình thứ ba là phương trình bảo toàn hydro. Đây là bảo toàn carbon này, đây bảo toàn hydro này. 2A cộng với 4B cộng với 2C
thì bằng 0,25 nhân 2 ạ. 2 nhân 0,25. Các cháu hiểu chưa nhỉ? Các cháu hiểu chưa nhỉ? Vậy ở đây ta có này. 1 3 giải hệ này, 2 6 bằng này, 5 2 bằng này, 2 bằng này, 4,1 bằng này, 2 bằng này, 4 bằng này, 0 bằng này, 0,3 bằng này, 2 bằng này, 4 bằng này, 2 bằng này, 2 nhân 0,25 bằng này. Ơ, hệ lỗi. Chết. Trong này có hệ trùng à? Làm sao hệ lỗi được nhỉ? Đề bài hỏi là A cộng B cộng C. Thế bây giờ nếu mà hệ lỗi thì thôi, bây giờ chúng ta giải theo cách của chú Minh đi. Được chưa? À, giải theo cách của chú Minh đi. À, chú Minh có ở đây, chúng ta chú ý cho chú Minh một cái nữa. À, chúng ta có một cái là DX trên DY bằng MY trên MX. Đúng không? Phân tử khối trung bình biết rồi. Đúng chưa? À, DX trên DY bằng... Không phải, hệ này không thể lỗi được chứ nhỉ? Hệ này chú Minh bị bấm nhầm ở đâu các cháu ơi? Các cháu bấm hộ chú Minh cái hệ này với. Xem nào, 26 này, 52 này, 2 này, 4,1 khối lượng đây rồi. À, thứ hai là đây là một cái bảo toàn khối lượng này, một cái thứ hai là ra bảo toàn carbon. À, bảo toàn carbon thì nó sẽ là 2a cộng với lại 4b cộng với 0c thì bằng 0,3. Thứ ba là bảo toàn hydro là 2a cộng 4b cộng 2c thì bằng 2 nhân 0,25. Đúng, không sai. Chúng mình nhìn lại nhé, sao vô lý thế nhỉ? A bằng 26 này, b bằng 52 này, thằng này là 2c này thì bằng 4,1 này. À, 2a này cộng 4b này cộng 0c bằng 0,3 này, 2 này, 4 này, 2 này, 0, đây chúng mình, à, 2 nhân 0,25 bằng 0,5, đúng rồi. Thế khả năng là cao là hệ bị trùng các cháu ạ. Khả năng cao là hệ bị trùng. Vậy ở đây đề bài hỏi chúng ta là đi tìm là A cộng B cộng C. À, đây là gọi là XYZ đi, bởi vì nó bị trùng. Đề bài hỏi là giá trị của A. A ở đây là hỏi là tổng số mol của hỗn hợp này bằng bao nhiêu. Đề bài hỏi chúng ta là tổng số mol của hỗn hợp này bằng bao nhiêu. Thế thì ừ đúng rồi, đấy, chúng mình cũng bấm không ra, khả năng cao chúng mình bị nhầm ở đâu. Các cháu cùng chú ý nhé, chúng ta cùng theo dõi ở đây để chúng ta cùng dò cái lỗi sai nhé. Khả năng cao là hệ này của chúng mình bị sai ở một chỗ nào đó. Đúng rồi, vô số nghiệm thật à? Thế thì không phải rồi. Thế thì không phải rồi. Thế thì ở đây chúng ta phải sử dụng quy đổi thôi. Quy đổi thì nhưng mà quy đổi thằng này là về CnHn với H2. CnHn là số mol hydrocarbon. CnHn và H2 A cộng B bằng xong giải N, giải số mol trung bình. Được không nhỉ? À, chỗ này là khối lượng bằng 4,1. À, 4,1 thì anh này là CnHn và H2 phản ứng thì đốt cháy. Đốt cháy thì đều ra được carbon và hydro, thì mình tìm được số mol của carbon và tìm ra được số mol của hydro, đúng không? Ở đây chúng ta tìm ra được số mol của carbon và số mol của hydro. Số mol carbon của chúng ta thì bằng 0,3, số mol hydro của chúng ta thì bằng 0,5. Được chưa? Thế đây là số mol hydrocarbon rồi. A cộng B là số mol hydrocarbon. Và đây là đề bài yêu cầu chúng ta là tìm tổng số mol phân tử khối trung bình xúc tác giả thiết đun nóng hỗn hợp Y là 20,5, đun nóng A mol hỗn hợp đốt cháy hoàn toàn Y thì ra được số mol CO2 lớn hơn số mol nước. Đúng rồi, đang tự nhiên bị lú đấy. Đang tự nhiên bị lú đấy. Đứa nào gỡ lú của chú ấy. Đang tự nhiên bị lú đây này. Hỏng. Xem nào, ta có này là DX trên DY. DX trên DY bằng NY trên NX. Được chưa? DX trên DY bằng NY trên NX. Nhưng ở đây chúng ta chưa tìm được NX. Được nhá. Thế bây giờ chúng mình phải thử giải theo kiểu giới hạn vậy nhá. Bây giờ chúng mình thử giải theo kiểu giới hạn vậy. Được chưa? Chúng mình quy đổi nhá. Chúng mình quy đổi là về đây chúng ta có này CH2 với C4H4. Được chưa? CH2 với C4H4 thì chúng mình quy đổi là về là CH2 thì cũng là tổng cộng hai thằng này, nó chính là CH tất cả N lần, đúng không? Đúng chưa? Vậy là hydrocarbon chúng mình đặt chung là CH tất cả N lần với lại H2, được không? Được chưa? CH tất cả N lần với lại là H2. Ok không? CH tất cả N lần với lại H2 thì chúng mình có là thì ở đây chúng mình có nhá. Thì ở đây chúng mình có nhá. CH tất cả N lần thì thôi cho hết là về CH đi. Được chưa? Việc gì về CH tất cả N lần. Bảo toàn carbon thì đây là 0,3 thì cháu này là 0,3. Đúng chưa? Bảo toàn hydro này, hydro ở đây là 0,25 nhân 2 là 0,5. 0,5 trừ đi 0,3. 0,5 trừ đi 0,3 thì là còn. Đấy nhá, chú ý là đây là 0,25 nhân 2 là 0,5 này, trừ đi 0,3 nhân 1 thì là còn là 0,2, chia cho 2 thì bằng 0,1. Được chưa? Thế đây là CH thì chắc chắn nó phải nhỏ hơn bao nhiêu? Tổng thằng này là bằng 0,4. Đúng chưa? Tổng thằng này bằng 0,4, đúng không? Tổng thằng này bằng 0,4, vậy thì chắc chắn là tổng số mol này phải nhỏ hơn 0,4 thôi. Nó thế tất cả bọn này đều nhỏ hơn 0,4, thế mới nhỏ. Đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ có này, nếu giả sử như hỗn hợp này của chú Minh là chỉ gồm có C2H2 với lại H2.
đúng không? Thì chúng mình sẽ có số mol này là 0,3. Đây, số mol carbon đây là 0,3 này. Chia cho 2 thì là 0,15. Đúng chưa? H2 là 0,25 nhân 2. 0,25 nhân 2 là 0,5. 0,5 trừ đi 0,15 nhân 2. 0,5. 0,5 trừ đi 0,15 nhân 2 thì bằng 0,2. Đấy, thì thằng này là 0,35. Đúng chưa? 0,35. Đây là giả sử nhá. Tiếp tục, giả sử hỗn hợp của chúng mình chỉ là C4H4. Giả sử chúng mình là C4H4 và H2 thì ta có này. À, thì ta có này. Ở bên trên này mình bảo toàn carbon này. Carbon là 0,3. 0,3 mà chia cho 4. 0,3 mà chia cho 4 thì bằng 0,075. 0,075. Vậy bảo toàn hydro thì 0,25 nhân 2. 0,25 nhân 2, được chưa? Trừ đi 0,075 nhân 4 thì bằng 0,2. 0,2. Vậy cộng tổng bọn này vào thì bằng 0,275. Vậy mình có là do là nó tồn tại cả hỗn hợp gồm C2H2 và C4H4 nên mình có là A phải lớn hơn 0,25 và nhỏ hơn 0,35. Được chưa? Suy ra này, 0,275 phải nhỏ hơn A và phải nhỏ hơn 0,35. Được chưa? 0,275 phải nhỏ hơn A và nhỏ hơn 0,25. Vậy thì chúng ta nhìn thấy này. Chúng ta nhìn thấy này. Chúng ta nhìn thấy này, lớn hơn 0,275 loại A, loại B, đúng chưa? Nhỏ hơn 0,35, vậy là loại D. Vậy đáp án đúng là đáp án C. Ok. 8,75 điểm ạ. 8,75 điểm ạ. 8,75 điểm ạ. Các cháu thấy chưa? 8,75 điểm nhá. Ôi, chia 8 cộng như chuyện bình thường. Bình thường như một giấc mơ. Bình thường như một cơn mơ các cháu ạ. Bình thường như một cơn mơ. Thôi, khả năng cao chúng ta chỉ lấy 8,75 thôi, đúng không? Chúng ta còn câu 70. Chúng ta còn câu 70. Vận dụng cao. Chúng ta còn câu 76. Vận dụng cao. Câu 78 vận dụng cao. Câu 79 vận dụng cao. Câu 80 vận dụng cao. Thề với các cháu là nếu mà giải những cái câu này thì chúng mình sẽ giải rất là dài. Thế thì xin phép các cháu để buổi tối nay chúng mình nghĩ cái cách giải cực ngắn nhé. Được chưa? Để buổi tối nay chúng mình nghĩ cách giải cực ngắn. Trưa mai nhé. Trưa mai 10 giờ. 10 giờ chúng mình sẽ chữa 5 câu vận dụng cao. Vận dụng cao với cách siêu ngắn. Với cách siêu ngắn nhé. Chứ bây giờ mà chữa cách siêu dài thì các cháu cũng chẳng bao giờ mà đi làm được hết, đúng không? Ngồi phòng thi thì mình cũng không thể nào mà làm được hết. Được chưa? Được chưa? Hiểu không nhỉ? Nếu bây giờ mà mình giải những cái câu này thì với những cách dài bây giờ thì hoàn toàn không thể làm được. Thì để chú Minh nghĩ những cách giải cực kỳ ngắn, sáng mai chú Minh sẽ dạy cho các cháu nhá. Hẹn gặp lại các cháu vào 10 giờ sáng mai. Nhớ share lại video live stream của chú Minh. Ok. Bye bye. Bye bye. Chào tạm biệt các cháu nhá. Bye bye.